Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 316 ông trời đã chú định thì dù có cố gắng thế nào cũng vô ích. Bây giờ Trịnh Đông Phương lên tiếng lại giống như cho ra kết luận với sự kiện Trần Lộ Giao. Sau khi lão mở miệng thì thư ký trưởng văn phòng thị ủy Lô Tân Lương đã khẽ cười một tiếng nói. Trần Lộ Giao nếu bây giờ cho về hưu thì còn hơi sớm, nếu anh ấy cảm thấy sức khỏe của mình không đủ để làm phó bí thư huyện ủy Lô Bắc, không bằng chúng ta sắp xếp cho anh ấy một vị trí an nhàn hơn, như vậy cũng cho người ta thấy thị ủy chúng ta rất quan tâm đến các cán bộ lão thành công tác nhiều năm. Trong thành phố An Dịch có ai không biết thư ký trưởng Lô Tân Lương chính là phụ tá đắc lực cho bí thư Trịnh Đông Phương. Hai người kẻ sướng người họa, những vị thường ủy khác cũng xem như sự kiện này được quyết định rồi, vì thế không ai lên tiếng. Quả nhiên Trịnh Đông Phương thừa dịp Lô Tân Lương vừa nói xong để nhìn sang Cát Trường Lễ. Đồng chí trưởng phòng Cát, anh xem trong thị ủy còn chức vụ nào trống. Chúng ta châm trước một chút. Cát Trường Lễ cười nói. Bí thư Trịnh, bây giờ khối mặt trận Tổ quốc còn thiếu một vị phó chủ tịch, nơi đó số lượng công tác không lớn, lại là cấp chính huyện, thật sự rất thích hợp với đồng chí Trần Lộ Giao. Chỉ cần nói vài câu đã xác định hướng đi của Trần Lộ Giao. Điều này làm cho Trịnh Đông Phương càng cảm thấy thoải mái. Lão thấy việc sắp xếp một vị trí phó bí thư ở huyện Lô Bắc chẳng là vấn đề khó khăn gì với một bí thư thành phố cấp phó bộ như mình. Đồng chí Trần Lộ Giao từ chức, như vậy huyện Lô Bắc sẽ thiếu đi một vị trí phó bí thư, hôm nay chúng ta không bằng thảo luận về ban ngành của huyện Lô Bắc. Gần đây huyện Lô Bắc mới sát nhập vào thành phố An Dịch, tôi cảm thấy chúng ta nên cực kỳ thận trọng trên phương diện dùng người. Trên phương diện đề bạt phân công thì chúng ta tốt nhất nên chọn lựa cán bộ trong huyện Lô Bắc, bọn họ vừa quen thuộc công tác địa phương, lại vừa không gây thương tổn đến tính tích cực của các đồng chí dưới cơ sở. Trịnh Đông Phương là bí thư, lão nắm giữ phương hướng của hội nghị, sau khi xác định phương hướng thì quay sang nói với Cát Trường Lễ. Trưởng phòng Cát, trong ban ngành huyện Lô Bắc có những đồng chí nào phù hợp tiếp nhận vị trí của đồng chí Trần Lộ Giao? Vì trước đó đã có liên hệ với Cát Trường Lễ. Thế cho nên bí thư Trịnh Đông Phương cảm thấy sự việc sẽ dễ dàng được thông qua, chỉ thấy Cát Trường Lễ dùng giọng đường đường chính chính nói. Bí thư Trịnh, Chủ tịch Lý, đội ngũ hậu bị của cán bộ huyện Lô Bắc là thật sự rất tốt, thật sự không thiếu các đồng chí có đủ tư cách đảm nhiệm chức vụ. Nhưng theo tôi thấy thì đồng chí chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Lô Bắc là Lưu Truyền Pháp là thích hợp nhất. Đồng chí này không những có ý thức trách nhiệm rất mạnh, lại có năng lực làm cho người ta tin phục. Tuy đến huyện Lô Bắc chỉ vài tháng nhưng lại tạo dựng được uy tín và danh tiếng cao trong quần chúng, nếu tiếp nhận vị trí phó bí thư huyện Lô Bắc thì cũng xem như rất thuận lợi. Khi Cát Trường Lễ nói đến Lưu Truyền Pháp thì vẻ mặt Trịnh Đông Phương chợt biến đổi, tuy lão biết rõ Cát Trường Lễ đi rất gần Trình Vạn Thọ, nhưng dưới tình huống bình thường, trên phương diện bổ nhiệm nhân sự thì Cát Trường Lễ thường tuân theo ý chỉ của mình. Lần này vì một vị trí phó bí thư huyện ủy, mình đã cho người liên hệ trước với đối phương. Bây giờ đối phương lại công nhiên đi ngược lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trịnh Đông Phương nhìn bộ dạng chậm rãi lên tiếng của Cát Trường Lễ, gương mặt hắn dần trở nên nghiêm túc, hai mắt nhìn chằm chằm vào Cát Trường Lễ. Lão biết rõ sự việc xảy ra rủi ro, đây tuyệt đối không phải là thứ mà một mình Cát Trường Lễ có thể đứng ra cáng đáng. Sau lưng Cát Trường Lễ chính là Trình Vạn Thọ, xem ra hai người này đã liên hệ với nhau, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy. Thế là Trịnh Đông Phương đã có quyết định của riêng mình. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Trịnh Đông Phương, sau khi Cát Trường Lễ nói xong thì Trình Vạn Thọ tiếp tục mở miệng. Đồng chí Lưu Truyền Pháp là rất tốt, tôi hiểu nhiều về đồng chí này, dù xét theo năng lực hay uy vọng đều có thể đảm nhiệm vị trí phó bí thư ở huyện Lô Bắc. Trình Vạn Thọ tuy nói không nhiều nhưng lời nói lại biểu hiện sự giúp đỡ to lớn với Lưu Truyền Pháp. Trịnh Đông Phương lẳng lặng nhìn Cát Trường Lễ và Trình Vạn Thọ kẻ sướng người họa. Sau khi Trình Vạn Thọ nói xong, hắn đang định mở miệng thì Lý Dật Phong luôn ngồi yên bên cạnh đã lên tiếng. Đồng chí Lưu Truyền Pháp này thật sự rất tốt, khi Chủ tịch Tề đến kiểm tra công tác ở huyện Lô Bắc thì anh ấy làm rất tốt công tác tiếp đãi, đã nhận được những lời khích lệ từ Chủ tịch Tề. Nếu để một đồng chí có năng lực như vậy tiếp nhận vị trí phó bí thư huyện Lô Bắc, tôi cảm thấy là rất phù hợp, rất tốt. Nếu như chỉ có Trình Vạn Thọ và Cát Trường Lễ đứng lên nói lời trái ngược thì Trịnh Đông Phương cũng không quan tâm. Nhưng lúc này không ngờ Lý Dật Phong cũng nhảy ra ngoài, điều này không thể không làm cho Trịnh Đông Phương coi trọng. Lý Dật Phong là chủ tịch thành phố An Dịch, là lãnh đạo đứng hàng thứ hai trong thị ủy, bây giờ hắn cùng liên hợp với Trình Vạn Thọ và Cát Trường Lễ, như vậy là thật sự có năng lực để khiêu chiến với quyền uy của Trịnh Đông Phương. Lý Dật Phong là chủ tịch thành phố cũng không phải đứng một mình,
bên cạnh hắn còn có vài vị thường ủy, nếu như phản bác ý kiến của Lý Dật Phong thì hội nghị thường ủy sẽ rơi vào tình cảnh dương cung bạt kiếm, như vậy cảnh tượng uy nghiêm một lời xác định càn khôn của Lý Dật Phong ở hội nghị thường ủy sẽ bị khiêu chiến. Nếu phải để cho các vị thường ủy giơ tay dùng đầu phiếu để quyết định thắng thua, như vậy đối với một vị bí thư khống chế đại cục thì rõ ràng là thất bại, nếu có chuyện như vậy xảy ra, tất nhiên sẽ là một đòn châm chọc thật lớn đối với khả năng khống chế đại cục của Trịnh Đông Phương ở thành phố An Dịch. Bây giờ hai bên còn chưa đến tình huống vạch mặt nhau, Trịnh Đông Phương có chút trầm ngâm, lão cũng không phải không có dũng khí tham chiến, thế nhưng lão cảm thấy mình náo loạn chỉ vì một vị trí phó bí thư huyện ủy nhỏ nhặt, căn bản là chuyện bé xé ra to, không cần thiết. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, Trịnh Đông Phương khẽ búng ngón tay lên mặt bàn, khi ánh mắt mọi người nhìn về phía mình, lão mới khẽ nói. Nếu tất cả mọi người đều đề cử đồng chí Lưu Truyền Pháp, như vậy hãy để cho phòng tổ chức đi khảo sát. Hội nghị thường ủy thảo luận thêm về hai sự việc nữa rồi giải tán, những chuyện sau đó tiếp tục được thông qua theo đúng như ý chỉ của Trịnh Đông Phương, giống như tất cả đều là bình thường. Nhưng đám thường ủy nhạy cảm lại phát hiện ra một tin tức không nhỏ, chẳng qua mọi người chỉ tỏ ra thầm hiểu, cũng không ai ngốc đến mức sẽ mở miệng nói ra làm gì. Tin tức về hội nghị thường ủy truyền vào tai Vương Tử Quân theo cuộc điện thoại của Trịnh Đông Phương, tuy Trịnh Đông Phương ở bên kia nói rất hàm hồ, thế nhưng Vương Tử Quân lại biết rõ bí thư Trịnh xem như đã thất bại ở sự việc này. Núi cao chín trượng cũng có lúc thất bại trong gang tấc, khoảnh khắc khi Trịnh Đông Phương cúp máy thì Vương Tử Quân chợt sinh ra ý nghĩ như vậy. Chính mình hao tổn nhiều tâm tư để đẩy Trần Lộ Giao đi, cuối cùng lại chỉ tạo ra cơ hội cho Dương Quân Tài, để cho đối phương đẩy Lưu Truyền Pháp tiến lên. Tuy Trịnh Đông Phương nói còn nhiều thời gian, thế nhưng Lưu Truyền Pháp tiến lên nhận chức phó bí thư huyện ủy không khác nào cho mình một tát thật đau. Vương Tử Quân ngồi trong phòng làm việc lẳng lặng hút thuốc, tuy Lưu Truyền Pháp trở thành phó bí thư huyện ủy có lực ảnh hưởng kém hơn Trần Lộ Giao, thế nhưng sẽ là một đòn đả kích không nhỏ với danh vọng của mình, mà mình không phải chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu Truyền Pháp tiến lên sao. Tin tức về hội nghị thường ủy thị ủy được truyền bá rất nhanh, đặc biệt là được những người hữu tâm thúc đẩy thì càng nhanh chóng truyền đi khắp huyện ủy. Tin tức này được đám người ngồi lê đôi mách thêu dệt thêm, thế là càng làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Không biết kẻ nào thiếu đạo đức mà biên ra một câu vẻ thuận miệng, nói rằng, Vương Lang Diệu kế an thiên hạ, kết quả cuối cùng tiền mất tật mang. Câu vẻ thuận miệng này giống như một cơn gió, chỉ cần có khe hở là chui vào, lại khó thể ngăn chặn, được truyền bá xôn xao trong khu văn phòng huyện ủy. Chủ tịch Vương, bầu không khí huyện ủy cũng không tốt, đặc biệt là đám cán bộ chỉ thích tán nhảm, trước mặt không dám lên tiếng nhưng sau lưng lại nói lung tung, chỉ sợ thiên hạ không loạn, cần phải cho bọn họ một bài học. Tiếu Tử Đông đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn vừa thở phì phò vừa nói. Lúc này Tiếu Tử Đông đã biết tất cả mọi chuyện, hắn biết rõ sự việc đến nước này thì Chủ tịch Vương dù có đa mưu túc trí cũng không đủ lực xoay chuyển trời đất, muốn lật ngược thế cờ căn bản là không thể. Thế cho nên hắn vừa nghe được những tin đồn nhảm trong khu văn phòng huyện ủy thì sinh ra cảm giác rất bực bội. Vương Tử Quân ném cho Tiếu Tử Đông một điếu thuốc, lại tự mình châm lửa rồi nói. Loại chuyện này anh chỉnh đốn cũng không có ích gì, đám người nhiều chuyện kia cũng không bị ảnh hưởng, cứ để cho bọn họ thích nói sao thì nói. Tiếu Tử Đông đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân, chủ yếu là đến với tâm tư khuyên nhủ Chủ tịch Vương, lúc này thấy bộ dạng điềm nhiên như không của Vương Tử Quân, thấy lãnh đạo bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì phát sinh, thế là trong lòng yên tâm hơn không ít. Chủ tịch Vương nói đúng, lúc này tuy chúng ta ném cho Lưu Truyền Pháp một lợi ích lớn thế nhưng chính mình cũng không bị tổn thất. Nếu cẩn thận đứng lên thì chúng ta vẫn còn nhiều chỗ tốt, dù sao thì sau này Tôn Quốc Lương cũng không có khả năng đứng sang bên kia. Tiếu Tử Đông hít vào một hơi thật sâu rồi dùng giọng tràn đầy nụ cười nói. Vương Tử Quân hiểu rõ tâm tư của Tiếu Tử Đông, khi hai người trò chuyện với nhau thì Trần Lộ Giao đã cười tủm tỉm đi đến. Lúc này Trần Lộ Giao giống như căn bản không biết mình thất bại, sau khi đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân cũng không nói về chuyện này, chỉ cười hì hì nói về những chuyện trong nhà mà thôi. Trần Lộ Giao không nói thì Vương Tử Quân cũng không nói, nhưng giữa bọn họ lại hiểu rõ ý nghĩ của đối phương. Trần Lộ Giao đến để Vương Tử Quân an tâm, tỏ vẻ mình không có vấn đề, còn Vương Tử Quân lại trầm mặc tỏ ra là đã hiểu. Khi ba người đang bàn chuyện rất có khí thế, Vương Tử Quân chợt nghe thấy có người gõ cửa. Lúc này người vào chính là Lưu Truyền Pháp, từ khi đến nhận công tác ở huyện Lô Bắc, Lưu Truyền Pháp thật sự chưa đến phòng làm việc của Vương Tử Quân được ba lượt. Ha ha ha! Chào Chủ tịch Vương, Bí thư Trần cũng có mặt ở đây à? Lưu Truyền Pháp vừa vào cửa đã nở nụ cười cực kỳ nhiệt tình,
hắn khẽ gật đầu chào hỏi với Vương Tử Quân và Trần Lộ Giao. Vương Tử Quân thật sự giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hắn cười bắt chuyện với Lưu Truyền Pháp, cũng gọi Tôn Hạ Châu vào pha một ly trà cho Lưu Truyền Pháp. Lưu Truyền Pháp ngồi xuống rất thoải mái trên ghế salon, hắn nói. Chỗ này của Chủ tịch Vương thật sự rất thoải mái, ghế salon thật mềm mại. Bí thư Trần, tôi cũng chúc mừng anh đến thành phố cũng đừng nên quên tôi đấy nhé. Trần Lộ Giao biết rõ ý nghĩ của Lưu Truyền Pháp, hắn tuy cảm thấy bộ dạng đắc ý của Lưu Truyền Pháp có chút khó nhìn nhưng lại không muốn so đo. Hắn cười hì hì nói. Chủ nhiệm Lưu, lời này anh nói không đúng, cảm tình cộng sự chung của chúng ta sao nói quên là quên được. Đến thành phố An Dịch nhớ đến tìm tôi, nhưng nếu tôi quay về huyện Lô Bắc, chủ nhiệm Lưu cũng đừng quên tôi đấy nhé. Sao có thể quên được? Lưu Truyền Pháp hấp một ngụm trà, sau đó nhổ một miếng bã trà vào trong ống, lại cười hì hì nói. Nhắc đến mới nhớ, người tôi cần cảm tạ nhất chính là Bí Thư Dương, còn phải cảm tạ Chủ tịch Vương và Bí Thư Trần, nếu không có hai vị cố gắng bồi dưỡng, Lưu Truyền Pháp tôi nào có được như hôm nay. Đặc biệt là Chủ tịch Vương, dù thế nào thì tôi cũng phải cảm ơn anh. Lưu Truyền Pháp nói lời cảm ơn với nụ cười sáng lạn như mặt trời, nhưng khóe miệng hắn lại mang theo vài phần đắc ý và mỉa mai. Lưu Truyền Pháp lúc này là kẻ nhận được lợi ích nhiều nhất, chút tâm tư của hắn thì ai ngồi đây mà không hiểu. Tiếu Tử Đông đưa mắt nhìn Lưu Truyền Pháp, sau đó hắn cười lạnh một tiếng nói. Có gì mà cần cảm tạ, chẳng qua chỉ là một cái bánh bao thịt bị làm lệch mà thôi. Tiếu Tử Đông và Lưu Truyền Pháp vốn không có quan hệ tốt, lúc này mở miệng cũng không khách khí. Dù lời nói của hắn rất ẩn giấu thế nhưng lại nói rõ ràng với Lưu Truyền Pháp, tôi đang mắng thẳng mặt anh. Lưu Truyền Pháp tất nhiên nghe và hiểu những lời mắng mỏ của Tiếu Tử Đông với mình, ai mà chẳng biết bánh bao nhân thịt chó là thứ chẳng ra gì. Bây giờ Tiếu Tử Đông nói mình là bánh bao thịt bị làm lệch, không phải là chỉ cây dâu mắng cây hòe, nói mình không khác nào con chó sao. Tuy cực kỳ tức giận nhưng Lưu Truyền Pháp lại không thể phản bác, nếu mở miệng nói những lời phản pháo lại Tiếu Tử Đông, không phải mình chủ động nhận lấy những lời châm chọc của đối phương sao. Ha ha ha, có phúc thì không cần bận rộn, không có phúc thì công tác hoang mang rối loạn. Con người là như vậy, có đôi khi vận may kéo đến thì dù là xe lửa cũng không thể cản được. Vào thời Tam Quốc, Lưu Bị không phải đã làm cho một người có diệu kế an dân thiên hạ phải rơi vào tình cảnh tiền mất tật mang sao? Người kia giống như có tên là Vương. Vương, không đúng, là Chu Du, Chu Lang. Lưu Truyền Pháp vừa giả vờ vắt óc suy nghĩ vừa bừng tỉnh nói. Đám người Vương Tử Quân tất nhiên biết rõ những tin đồn nhảm trong khu văn phòng huyện ủy. Lúc này Lưu Truyền Pháp mở miệng nói ra một câu như vậy, không phải đang cố ý châm chọc Vương Tử Quân sao? Vương Tử Quân nhìn Lưu Truyền Pháp, khóe miệng vẫn treo nụ cười thản nhiên, còn vẻ mặt Tiếu Tử Đông và Trần Lộ Giao thì một người tái mặt, một người nổi giận đùng đùng. Vương Tử Quân cũng không lên tiếng, bộ dạng ung dung, căn bản không thèm quan tâm đến bộ dạng tiểu nhân đắc ý của đối phương. Mạng người do thiên định, dù có nghĩ thế nào cũng vô ích, lời này cũng không sai. Chủ tịch Vương, Bí thư Trần, tôi còn có việc cần đến báo cáo với Bí thư Dương, cũng không thể tiếp tục trò chuyện với các vị. Đợi đến ngày nào đó có thời gian rảnh, chỉ cần gọi điện thoại thì tôi sẽ sắp xếp một bữa tiệc nhỏ để cảm ơn hai vị ân nhân. Lưu Truyền Pháp đứng lên khỏi ghế salon, sau đó hắn ôm quyền theo kiểu của người cổ rất tiêu sái. Tốt, có rảnh thì tôi sẽ gọi điện thoại cho anh. Vương Tử Quân cản bản giống như không nghe thấy những ý nghĩa ẩn giấu trong lời nói của Lưu Truyền Pháp, hắn đứng lên khỏi ghế salon, phất tay tỏ ý Lưu Truyền Pháp có thể đi. Lần này Lưu Truyền Pháp đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, chủ yếu là hắn muốn xem bộ dạng thua cuộc tức tưởi của Chủ tịch Vương, thế nhưng hắn chỉ được thấy bộ dạng không thèm quan tâm của đối phương, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, điều này làm hắn không khỏi thất vọng, người này sao lại không có chút phản ứng như vậy. Chủ tịch Vương, trà của anh có hơi đắng, chờ lát nữa tôi sẽ nói người của văn phòng huyện ủy đưa đến cho anh hai thùng trà ngon. Anh là chủ tịch huyện, là người đại biểu cho khối chính quyền huyện Lô Bắc, không biết người của văn phòng khối chính quyền làm ăn thế nào, thật sự không ra gì. Lưu Truyền Pháp hùng hùng hổ hổ rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, sau khi Lưu Truyền Pháp đi rồi, Tiếu Tử Đông xì một tiếng khinh miệt ra ngoài cửa. Tiểu nhân đắc ý cái gì? Chủ tịch Tử Đông, đối với loại người này thì anh cũng không cần nổi giận như vậy, sẽ tự làm ảnh hưởng đến mình mà thôi. Vương Tử Quân khẽ cười nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó hắn nói với Trần Lộ Giao. Bí thư Trần, tuy hai người chúng ta đấu đến mức nhốn nháo, thế nhưng tôi vẫn rất khẳng định với năng lực công tác của anh,
bây giờ nhìn người tiếp nhận vị trí công tác của anh, tôi cảm thấy thật sự không thoải mái. Trong mắt Trần Lộ Giao chợt lóe lên luồng sáng, nhưng chỉ sau nháy mắt thì hắn đã cúi đầu xuống nói. Hội nghị thường ủy thị ủy đã thông qua mà vẫn tiếp tục phái người xuống khảo sát, nhớ đến thời điểm khảo sát nói một đằng nghĩ một nẻo, phải tô son điểm phấn cho người này, trong lòng thật sự sinh ra cảm giác không thoải mái như ăn phải ruồi bọ vậy. Trần Lộ Giao nói đến chuyện khảo sát thì giọng điệu tăng thêm vài phần, giống như hai chữ khảo sát kia có lực lượng gì đó rất mạnh. Ánh mắt Phương Tử Quân và Trần Lộ Giao va chạm trên không, sau đó hai người khẽ cười một tiếng, chợt nghe thấy Trần Lộ Giao nói. Nhưng nếu thị ủy truy cứu xuống thì cũng không dễ dàng gì. Trời sập sẽ có người trên cao đứng ra đẩy, hai người chúng ta ở huyện Lô Bắc cũng không phải quá cao. Phương Tử Quân nhìn vào mắt Trần Lộ Giao rồi khẽ nói. Tiếu Tử Đông nhìn hai người Vương Tử Quân và Trần Lộ Giao nói chuyện mà giống như cũng có phản ứng, hắn nhìn Vương Tử Quân, lại nhìn Trần Lộ Giao, trong lòng đã hiểu ý nghĩ của hai người. Trước nay hắn cũng không quá đề cao Trần Lộ Giao, nhưng bây giờ hắn mới thật sự thấy được đối phương cao minh hơn so với mình. Trần Lộ Giao trầm ngâm một lát rồi cười phá lên ha hả, hắn cười rất vui vẻ, đến lúc cuối cùng còn giống như không thở nổi. Chủ tịch Vương, anh nói rất đúng, trời sập sẽ có người trên cao đứng ra đẩy, anh cũng không đủ độ cao như vậy. Vóc dáng của tôi thật sự không thể dùng được, hơn nữa tôi cũng không phải là người chủ đạo. Vương Tử Quân nghiêm túc châm trà cho Trần Lộ Giao, lại nói tiếp. Nếu muốn bảo trì sự ổn định và hòa bình lâu dài ở huyện Lô Bắc, như vậy phương hướng của trưởng phòng Tôn càng thêm quan trọng. Trong khoảng thời gian gần đây lưu truyền pháp rõ ràng là người hưng phấn nhất, vị trí phó bí thư chủ quản công tác chính trị đã rơi vào tay hắn, điều này không làm hắn vui sướng sao? Hắn từ một vị thường ủy đứng hàng cuối cùng, bây giờ trở thành lãnh đạo đứng hàng thứ ba trong huyện, địa vị thay đổi thật sự quá mạnh mẽ. Tuy lúc này vẫn chưa đến trình tự tiếp nhận khảo sát của tổ chức, thế nhưng lưu truyền pháp đã được hưởng thụ đãi ngộ của một phó bí thư nắm công tác tổ chức. Chưa nói đến những thứ khác, vài tên phó chủ nhiệm nói dối như chạy ở văn phòng huyện ủy đã bắt đầu quay sang lấy lòng hắn, hơn nữa nữ đồng chí ở phòng tài vụ khi gặp mặt càng không khỏi ném cho hắn vài cái nháy mắt quyến rũ. Dù lưu truyền pháp thật sự rất hưởng thụ cảm giác phong tình, thế nhưng hắn là một người đàn ông đường đường chính chính, là người có phẩm vị, dù mình muốn cũng phải tìm những cô gái trẻ còn chưa hiểu rõ chuyện phong tình. Những nữ cán bộ trong khoa tài vụ thật sự còn chưa thể đáp ứng được hắn. Lưu truyền pháp nghĩ đến các cô gái trẻ, tâm tư chợt chuyển lên người cô nhân viên tiểu như của phòng văn thư trong văn phòng huyện ủy. Mỗi lần nghĩ đến bộ ngực lớn của cô nàng thì trong lòng hắn giống như có một mồi lửa rất mạnh, nhưng cô bé này thật sự không quan tâm đến hắn, điều này làm cho hắn cảm thấy rất tức giận. Nhưng bây giờ thì tốt, chỉ cần lưu truyền pháp ngồi vững trên vị trí phó bí thư, nắm quyền nhân sự vào trong tay. Như vậy mình sẽ sắp xếp cho đối phương một cấp phó khoa, không sợ nha đầu kia không thành thật xếp chăn trải chiếu cho mình. Đến lúc đó mình cũng nên dùng tay đo đạc thực địa, kiểm tra ba vòng của nha đầu này, để xem những phỏng đoán của mình trước kia có chính xác hay không. Tục ngữ có câu nói rất hay, khi vận may kéo đến thì uống nước lạnh cũng thấy ngọt, khi lưu truyền pháp nghĩ đến nha đầu tiểu như, đúng lúc tiểu mỹ nhân kia lại đi đến trước mặt hắn. Chủ nhiệm Lưu, đây là bảng tên của ngài. Trưởng khoa Triệu nói tôi đưa đến cho ngài. Giọng điệu trong trẻo của Tiểu Như giống như tiếng chim sơn ca vang lên bên tai của Lưu Truyền Pháp. Lưu Truyền Pháp ho khẽ một tiếng, lúc này mới thu hồi ánh mắt từ trên ngực Tiểu Như quay về, nhưng hắn cũng khẳng định phỏng đoán của mình không chút do dự cô gái này có ngoại hình không tồi. Hắn giả vờ nghiêm túc nhìn tấm bảng tên của mình, trong lòng không khỏi càng tỏ ra hưng phấn. Say gối mỹ nhân, nắm quyền thiên hạ. Đây chính là hai câu nói mà chủ nhiệm Lưu thích xem Tam Quốc thích nhất, bây giờ tấm bảng tên trong tay hắn và cô gái trước mặt không phải vừa vặn phù hợp với hai câu nói kia sao. Nhưng hai thứ này nhìn thì có vẻ dễ như trở bàn tay, thế nhưng hiện tại hắn còn chưa nắm được. Chưa nắm được mới thật sự hấp dẫn, nghĩ đến câu nói như vậy làm cho Lưu Truyền Pháp cảm thấy hưng phấn, hắn khẽ đặt bảng tên xuống rồi nói. Tiểu Như, cô đã vất vả rồi. Trong khoảng thời gian tôi đến văn phòng huyện ủy thì thấy cô là người bận rộn nhất, cô công tác rất tốt, tôi rất xem trọng. Lưu Truyền Pháp nhìn cô gái xinh đẹp nói với mình hai câu rồi bước ra khỏi phòng, hắn chợt cảm thấy nàng giống như một đóa hoa sen, giọng điệu ngọt ngào khó quên, hơn nữa còn có cặp mông to tròn trong chiếc quần jean, càng hấp dẫn người ta. Khi Tiểu Như vén rèm đi ra ngoài, Lưu Truyền Pháp chợt cảm thấy mình có phản ứng. Đã bao lâu rồi mình chưa có phản ứng sinh lý theo bản năng thế này? Nếu để cho vợ ở nhà biết được, như vậy không phải sẽ là rất vui sao?
Lưu Truyền Pháp chậm rãi hưởng thụ cảm giác căng cứng của mình, trên mặt hắn chợt lộ ra nụ cười quỷ dị. 3 phút sau, Lưu Truyền Pháp cầm theo một văn kiện đi đến phòng làm việc của Dương Quân Tài, bây giờ hắn càng đi gần với bí thư Dương, nếu như không phải buổi tối hai người đàn ông ngủ chung sẽ sinh ra hiểu lầm thì hắn sẽ hận không thể đến bên giường hầu hạ giấc ngủ cho bí thư Dương. Bí thư Dương, trước tiên anh xem có phù hợp không, xem có gì cần cải biến hay không. Lưu Truyền Pháp cẩn thận đi vào trong phòng làm việc của Dương Quân Tài, hắn kính cẩn đưa văn kiện trong tay đến cho Dương Quân Tài. Dương Quân Tài tiếp nhận văn kiện, hắn đưa mắt nhìn qua, thấy nó rất đơn giản, chỉ là vài câu nói, vài thành tích, hợp cách và không hợp cách. Nhưng khi hắn dùng tay vuốt ve tờ giấy trong tay, lại cảm thấy trang giấy này rất dày và bóng. Người này xem ra có tâm tư phục vụ cho mình, chỉ là một văn kiện như vậy cũng dùng loại giấy tốt nhất. Nhưng Dương Quân Tài cũng không nói nhiều ở phương diện nhỏ nhặt này, hắn cười ha hả nói. Cứ như vậy đi, lần này Bí Thư Trình và trưởng phòng Cát rất coi trọng sự kiện bổ nhiệm anh, đã đặc biệt phái đồng chí phó phòng thường vụ xuống làm công tác khảo sát. Anh cũng là người xuất thân từ phòng tổ chức thị ủy, lần này anh phụ trách công tác tiếp đãi, cũng đừng để phát sinh vấn đề. Lưu Truyền Pháp cũng đã có chuẩn bị với những lời căn dặn của Dương Quân Tài. Nhưng lúc này nghe thấy Bí Thư Dương nói lời phân phó thì hắn vẫn gật đầu như gà mổ thóc rồi nói. Bí Thư Dương cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt công tác chiêu đãi. Trưởng phòng Đồng này thích nhất là súp ba ba, tôi sẽ để cho người của Giáp Ngư Thôn chuẩn bị thật tốt. Dương Quân Tài nghe nói đến súp ba ba thì hơi nhíu mày, thế nhưng ngay sau đó lại mỉm cười nói. Anh sắp xếp là được, đúng rồi, hôm nay anh gọi điện thoại cho các vị thường ủy, 9 giờ sẽ tập trung nghênh đón lãnh đạo. Có một quy luật bất thành văn đối với công tác tiếp đón các vị lãnh đạo các cấp, nếu như là lãnh đạo đứng đầu đảng ủy chính quyền thành phố đến thị sát kiểm tra công tác thì phải ra đến vùng giáp danh để nghênh đón, nhưng nếu người đến chỉ là thường ủy và cấp phó của chính quyền, bình thường chỉ nghênh đón ngoài cổng ủy ban, bây giờ đến là trưởng phòng Đồng Quốc Khánh, căn bản chưa đủ điều kiện để ra ngoài nghênh đón. Nhưng càng tiếp đón với quy cách cao vời sẽ càng làm cho đám quan viên kia cảm thấy vui sướng. Dương Quân Tài sắp xếp như vậy cũng đủ nói lên sự coi trọng của mình với sự kiện lần này. Sau khi hàn huyên với Dương Quân Tài vài câu thì Lưu Truyền Pháp đi ra khỏi phòng làm việc của bí thư, hắn nghĩ đến tình huống sau khi quay về sẽ thông báo cho từng vị thường ủy huyện ủy, chợt thấy Tôn Hạ Châu từ trong phòng làm việc của Vương Tử Quân đi ra. Hạ Châu, Chủ tịch Vương có trong phòng không? Lưu Truyền Pháp quét mắt nhìn Tôn Hạ Châu rồi dùng giọng tùy tiện hỏi thăm. Tôn Hạ Châu vẫn rất bức bối với Lưu Truyền Pháp. Thế nhưng biểu hiện của hắn vẫn rất bình thường, hắn cười nói. Chủ tịch Vương đang phê duyệt văn kiện. À, anh thông báo cho tất cả các vị thường ủy ngoài bí thư Dương, 9 giờ sáng ngày mai phải ra tập trung ở cổng ủy ban nghênh đón trưởng phòng Đồng, còn chủ tịch Vương thì tôi sẽ tự mình đến thông báo. Lưu Truyền Pháp nói rồi nhanh chóng đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân. Tôn Hạ Châu nhìn Lưu Truyền Pháp đi qua trước mặt mà vẻ mặt chợt biến đổi, hắn tuy vẫn là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy. Thế nhưng hắn chủ yếu chỉ phụ trách công tác cho Vương Tử Quân, hắn căn bản không nhúng tay vào những công tác hàng ngày của văn phòng huyện ủy. Vì hắn là thư ký của Vương Tử Quân, dựa theo quy củ bất thành văn, Lưu Truyền Pháp dù là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy cũng không có quyền phân phó công tác cho hắn. Bây giờ Lưu Truyền Pháp rõ ràng sắp xếp cho Tôn Hạ Châu thông báo cho các vị thường ủy huyện ủy, ý nghĩ của Lưu Truyền Pháp rõ ràng là muốn khoe khoang, chuyện này lọt vào mắt người ngoài chính là hạ thấp danh dự của Vương Tử Quân. Nhưng bây giờ Lưu Truyền Pháp còn ép thư ký của Vương Tử Quân đi thông báo, chẳng khác nào bôi đen mặt Vương Tử Quân. Tôn Hạ Châu vừa muốn từ chối thì Lưu Truyền Pháp đã đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Lưu Truyền Pháp nhìn Vương Tử Quân đang phê văn kiện mà dùng giọng tràn đầy nụ cười nói. Chủ tịch Vương, ngày mai tổ khảo sát của thị ủy sẽ xuống huyện Lô Bắc, Bí Thư Dương mong ngài và các vị thường ủy xuống chờ trước cổng ủy ban vào lúc 9 giờ sáng ngày mai, mong anh đừng đến chậm. Vương Tử Quân có thể nói là nhìn thấy rõ ràng những biểu hiện của Lưu Truyền Pháp trong 2 ngày qua, hắn biết rõ nếu nói đối phương đến thông báo cho mình là bày tỏ sự tôn kính, không bằng nói rằng đang đến đây để khoe khoang. Hắn thầm khinh thường những hành vi mờ ám của đối phương, đồng thời vẫn cười nói. Ngày mai tổ khảo sát xuống huyện Lô Bắc, lúc này tôi cũng chúc mừng anh. Lưu Truyền Pháp nghe thấy âm thanh lạnh nhạt của Vương Tử Quân mà trong lòng không hiểu sao chợt bốc lửa. Hắn cảm thấy lúc này biểu hiện tốt nhất của Vương Tử Quân phải là cầu xin mới đúng, như vậy mới làm cho hắn cảm thấy thắng lợi. Sau khi nói thêm 2 câu với Vương Tử Quân, Lưu Truyền Pháp cảm thấy mình giống như đấm vào bông, thế là hắn phẫn nộ rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Nhưng khi ra đến cửa phòng, hắn chợt xoay người nói.
Chủ tịch Vương, Bí thư Dương nói tôi đi thông báo, trong tay tôi cũng không có người, vừa vặn gặp mặt Hạ Châu, thế là nhờ anh ấy đi thông báo. Bây giờ anh không có việc gì, nếu anh có gì cứ phân phó, tôi sẽ đi xử lý. Không cần, chỗ này của tôi cũng không có chuyện gì, cứ để Hạ Châu đi giúp anh. Vương Tử Quân khẽ phất tay rồi thản nhiên nói, hắn sao không rõ ý nghĩ của Lưu Truyền Pháp. Lưu Truyền Pháp muốn nói rằng đừng nghĩ bây giờ tôi còn là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, chờ vài ngày nữa tôi sẽ là một phó bí thư như anh. Lưu Truyền Pháp đi ra khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân mà cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, buổi tối về nhà xem TV đã cảm thấy tâm ý rất phiền và rối loạn, rất muốn tìm một người nào đó để tâm sự nhưng vợ lại ở thành phố An Dịch, cũng ngoài tầm tay với. Dù cô vợ hắn cũng không còn trẻ gì, thế nhưng lúc này hắn cũng tình nguyện nhắm mắt lại để phát tiết. Lưu Truyền Pháp lật qua lật lại trằn trọc đến rạng sáng mới mơ màng chìm vào giấc ngủ, khi mặt trời còn chưa kịp mọc lên thì hắn đã tỉnh dậy. Hắn vội vàng đứng lên, tắm nước nóng thật sạch, sau đó dùng keo vuốt tóc, nhìn qua thấy chính mình đã trẻ trung lại rất nhiều. Hắn mặc lên người một bộ tây trang vừa được tặng, lúc này hắn thật sự rất tỏa sáng, tinh thần mạnh mẽ. Chủ nhiệm Lưu, hôm nay anh thật sự rất có tinh thần. Lưu Truyền Pháp đi vào nhà ăn thì gặp mặt nhiều đồng sự, hắn rất hưng phấn và gật đầu với mọi người, sau đó cười hỏi mọi người ăn cơm có ngon không. Cuối cùng hắn đi đến văn phòng huyện ủy dưới tiếng cười nịnh nọt của đám người chung quanh. 9 giờ sáng, các vị thường ủy huyện ủy đã tập trung dưới sân ủy ban, Lưu Truyền Pháp tuy rất muốn đến đứng bên cạnh Dương Quân Tài, thế nhưng lúc này thấy đứng bên cạnh Dương Quân Tài là Vương Tử Quân và Trần Lộ Giao, thế là trong lòng cảm thấy bực bội. Nhưng hắn thầm nghĩ vị trí của bí thư Trần sẽ là của mình, thế là cảm giác bức bối cũng tiêu tán đi rất nhiều. Chủ tịch Vương, bí thư Trần, hôm nay là ngày vui của Truyền Pháp, chúng ta là đồng sự, cũng nên vung tay kéo Truyền Pháp một chút, đến khi lãnh đạo thị ủy cất bước, tôi sẽ để cho Truyền Pháp mở tiệc mời mọi người. Dương Quân Tài nhìn đám thường ủy đứng bên cạnh mình, sau đó dùng giọng cực kỳ có phong thái nói. Vương Tử Quân gật đầu nói. Ăn cơm là cần thiết, hỗ trợ cũng rất cần thiết. Sau khi Vương Tử Quân mở miệng thì nhóm người Trần Lộ Giao nhanh chóng nở nụ cười. Xe của phòng tổ chức thị ủy đến cổng ủy ban rất đúng giờ. Dương Quân Tài nhìn chiếc xe chậm rãi dừng lại, chuẩn bị tiến lên nghênh đón, Vương Tử Quân cũng đi theo sát bên cạnh Dương Quân Tài. Nhưng khi Vương Tử Quân còn chưa kịp cất bước, hình bóng của Lưu Truyền Pháp chợt lóe lên, cũng đã vượt qua hắn. Trưởng phòng Đồng, hoan nghênh, hoan nghênh. Dương Quân Tài chờ Đồng Quốc Khánh từ trong xe chui ra thì nhiệt tình vươn hai tay chào đón. Đồng Quốc Khánh hơn 40 tuổi, bộ dạng không quá cao, người ta nhìn vào sẽ sinh ra cảm giác thông minh tháo vát. Hắn đối mặt với hai bàn tay vươn ra của Dương Quân Tài, cũng nhiệt tình vươn tay ra bắt chặt tay Bí Thư Dương. Bí Thư Dương, anh khách khí như vậy làm tôi cảm thấy khó thể tiếp nhận, đợi đến khi anh đến thành phố An Dịch, anh nên gọi điện thoại cho tôi, để cho tôi có thể thể hiện tâm tình của chủ nhà. Đồng Quốc Khánh là phó phòng thường vụ phòng tổ chức, trong mắt người bình thường thì hắn có sức nặng hơn rất nhiều so với một vị bí thư huyện ủy, bình thường hắn xuống huyện thì các vị bí thư đều phải chạy ra nghênh đón, nhưng hắn cũng chỉ khách khí như vậy với một mình Dương Quân Tài mà thôi. Đồng Quốc Khánh biết rõ lai lịch của Dương Quân Tài thì hạ thấp tư thái của mình, không những làm cho Dương Quân Tài có thể diện, còn biểu hiện mối quan hệ không tầm thường giữa hai bên. Dương Quân Tài rất thỏa mãn với phản ứng của Đồng Quốc Khánh. Càng tỏ ra khách sáo với sự thân mật của Đồng Quốc Khánh. Chào trưởng phòng Đồng, chào mừng anh đến huyện Lô Bắc kiểm tra công tác. Lưu Truyền Pháp đi đến bên cạnh Đồng Quốc Khánh, hắn cúi đầu chào hỏi Đồng Quốc Khánh. Vì hai bên trước kia cùng công tác trong một phòng, thế nên Đồng Quốc Khánh cũng rất nể tình Lưu Truyền Pháp. Sau khi bắt tay thật chặt thì nói vài lời khuyến khích, cuối cùng xem như kết thúc quá trình gặp mặt. Đồng Quốc Khánh chỉ khẽ gật đầu với nhóm Vương Tử Quân, sau đó đi theo Dương Quân Tài vào phòng họp. Đồng Quốc Khánh căn bản không quan tâm đến quá trình khảo sát lần này, vì hội nghị thường ủy đã có quyết định, hắn tin sẽ không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra. Dù sao thì kết quả cũng là như nhau, thế cho nên Đồng Quốc Khánh tỏ ra rất thoải mái. Sau khi đi vào phòng họp thì Dương Quân Tài giới thiệu các vị thường ủy cho Đồng Quốc Khánh, sau đó Đồng Quốc Khánh chỉ đơn giản bắt tay với nhóm người Vương Tử Quân. Tuy giọng điệu chào hỏi rất bình thản nhưng lại lơ đãng thể hiện sự ưu việt của một cán bộ công tác tổ chức. Vì tất cả đều có chương trình sẵn, thế cho nên sau khi Đồng Quốc Khánh nói vài câu đơn giản thì bắt đầu công tác khảo sát theo đúng trình tự, xác định và đánh giá dân chủ, một cán bộ họ Trương nói rõ các hạng mục công việc, sau đó bắt đầu công tác. Lưu Truyền Pháp cũng không chờ tên họ Trương kia nói xong,
hắn cầm lấy những tờ giấy tốt nhất mà mình đã chuẩn bị sẵn để đưa vào trong tay các vị thường ủy huyện ủy, còn các vị ủy viên huyện ủy sẽ do một vị trưởng khoa của phòng tổ chức huyện ủy phụ trách. Khảo sát một người mà thôi, thế cho nên mọi người làm rất nhanh, chỉ sau 3 phút thì từng đầu phiếu đã được đưa lên, dựa theo trình tự thì nó sẽ được niêm phong và cất vào kho, sau đó mới thực hiện công tác thống kê. Lưu Truyền Pháp ngồi trên đài chủ tịch, hắn đưa mắt nhìn từng vị thường ủy huyện ủy đưa lá phiếu đến tay vị trưởng khoa của phòng tổ chức huyện ủy, trên mặt chợt lộ ra nụ cười hớn hở. Hắn giống như thấy được vị trí phó bí thư huyện ủy đang vẫy gọi chính mình. Vương Tử Quân chắc chắn sẽ không cho mình một lá phiếu đánh giá tốt, thế nhưng với lực lượng của chỉ một người thì căn bản không thể gây ra sóng gió gì. Lưu Truyền Pháp là người được hội nghị thường ủy thị ủy thông qua, cho dù Vương Tử Quân có bản lĩnh thông thiên cũng không ngăn cản được con đường đề bạt của mình. Bộp! Vị trưởng khoa của phòng tổ chức huyện ủy đi đến bên đài chủ tịch, chẳng biết có phải vì bước chân quá nhanh hay không mà vấp ngã, những lá phiếu trong tay bay ra tán loạn. Vài vị ủy viên huyện ủy đứng bên cạnh nhanh chóng vung tay đỡ vị trưởng khoa của phòng tổ chức, cũng có người đứng ra thu nhặt những tấm phiếu bầu. Ôi, vì sao lại có nhiều phiếu không hợp cách như vậy? Trong nhóm ủy viên huyện ủy đứng ra nhặt những tờ phiếu bầu, bí thư đảng ủy xã Vong Liễu danh là Tống Tiến Trùy cầm lấy một sấp phiếu bầu rồi dùng giọng kinh ngạc nói. Tống Tiến Trùy dù nói không quá lớn nhưng lại truyền vào trong tai không ít người. Các vị ủy viên huyện ủy vốn đang đỡ lấy vị trưởng khoa của phòng tổ chức cũng nhanh chóng chạy đến xem, bọn họ vây quanh lấy Tống Tiến Trùy. Không hợp cách, lại là không hợp cách. Một vị ủy viên huyện ủy hô lớn lên giống như phát hiện một bí mật kinh người. Những lá phiếu này đều không hợp cách. Vì sao tất cả đều không hợp cách? Những âm thanh rối loạn vang lên làm cho phòng họp biến thành cái chợ, thế là quá trình khảo sát của phòng tổ chức thị ủy lần này biến thành một trò khôi hài làm cho người ta không biết nên khóc hay cười. Chương 317 lấy nguyên tắc thỏa mãn lãnh đạo làm tôn chỉ. Quan trường có một quy củ, chính là lấy nguyên tắc làm lãnh đạo thỏa mãn làm tôn chỉ, lấy đại cục làm trọng, chính là mục tiêu mà từng đơn vị hạ cấp muốn đạt được. Vì vậy ở vấn đề nhân sự, chỉ cần lãnh đạo thượng cấp có dự định từ trước, chỉ cần sớm liên hệ với hạ cấp, những việc còn lại chỉ là trình tự cần phải thực hiện mà thôi. Vì thế mà trình tự xác định và đánh giá dân chủ thật sự là một trò cười. Nếu nói một cách không khách khí thì chỉ là một sự kiện đi ngang qua sân khấu mà thôi, vì dù anh đề cử ai thì kết quả cũng cơ bản được xác định. Tổ chức thượng cấp đã có xác định và đánh giá về nhân sự, chỉ cần người được đề bạt ra mặt ở đơn vị là được, những trình tự còn lại chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Vì vào thời điểm quan trọng như lúc này cần phải đảm bảo ý đồ của lãnh đạo được thực hiện, đó chính là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị cơ quan ban ngành. Vì vậy mà dựa theo lệ cũ thì mọi người đều đã thầm hiểu kết quả của trình tự xác định và đánh giá dân chủ như thế này. Dương Quân Tài chỉ chú tâm bàn tán xì xầm với Đồng Quốc Khánh, nhưng tình huống xảy ra trước mắt lại làm cho cả hai sợ ngây người. Dương Quân Tài tuyệt đối không ngờ có tình huống này xảy ra, thế là luống cuống tay chân không biết làm gì cho phải. Đồng Quốc Khánh dù sao cũng có năng lực chiến trường, hắn thấy Dương Quân Tài ngây người thì lập tức có phản ứng. Mau thu hồi tất cả phiếu bầu lại. Dưới tình thế cấp bách, tiếng hô lớn của Đồng Quốc Khánh lại càng làm cho không gian thêm lộn xộn vượt quá dự đoán của mọi người, kẻ nào còn nhớ rõ hắn là ai. Vô tình các vị thường ủy cũng bắt đầu lên tiếng, ai cũng phân vân. Tổng cộng có 42 phiếu, có 40 phiếu không hợp cách. Một người lớn tiếng hô lên, ngay sau đó phòng họp náo động đã lập tức bình tĩnh trở lại. 42 phiếu có 40 phiếu không hợp cách, thật hay giả vậy? Sao lại giả cho được? Lưu Truyền Pháp là ai thì mọi người cũng không biết, các anh tuyển cái gì thì tôi cũng không biết, dù sao thì tôi cũng chỉ biết có người đang được đề bạt. Nhiều người bỏ phiếu không hợp cách, nếu loại người thế này mà còn được làm phó bí thư huyện ủy thì con bà nó không thể hiểu nổi. Phòng họp giống như bộc phát sau giây phút bị đè nén, bầu không khí bình tĩnh đã nhanh chóng bị tiếng nghị luận ồn ào thay thế. Từng phiếu bầu không biết bị ai đó giải xuống đất, hàng loạt lá phiếu không hợp cách xuất hiện cực kỳ chói mắt. Lưu Truyền Pháp nghe thấy những lời nghị luận vang lên mà giống như có rất nhiều con sâu chui vào trong tai, hắn muốn gào lên để áp chế đám người nói hưu nói vượn kia, thế nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì đầu óc chợt nổ ầm một tiếng, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất ngất đi. Xong rồi. Lưu Truyền Pháp cảm thấy phòng họp dần trở nên mơ hồ, trong lòng chỉ còn lại vài ý nghĩ như vậy mà thôi. Sau khi rằng có vài phút trong hỗn loạn thì bầu không khí nhanh chóng lắng dịu, các vị ủy viên huyện ủy lại ngồi xuống vị trí của mình. Cả phòng họp khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng lúc này hầu như là ai cũng hiểu rõ,
muốn trở lại thời điểm trước khi bỏ phiếu là chuyện không thể nào. Dương Quân Tài xanh mặt ngồi cùng một chỗ với Đổng Quốc Khánh, hắn nhìn vào những tờ phiếu bầu, trong lòng hắn biết rõ nó đại biểu cho thứ gì, ánh mắt của hắn lúc này giống như muốn giết người, mục tiêu chính là Vương Tử Quân. Từ khi sự việc bắt đầu đến kết thúc, Vương Tử Quân thật sự giống như không thấy được bất kỳ chuyện gì xảy ra, hắn vẫn ngồi trên vị trí của mình một cách điềm nhiên như không, dùng vẻ mặt vô tội để đối mặt với ánh mắt của Dương Quân Tài. Bí thư Dương, anh xem chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Đổng Quốc Khánh dùng giọng lạnh lùng nói, hắn chau mày quay sang nhìn Dương Quân Tài. Lúc này Dương Quân Tài chợt rùng mình, gương mặt tươi cười đã trắng bệch không còn chút máu. Đổng Quốc Khánh không còn bộ dạng nhàn nhã như lúc mới đến huyện Lô Bắc, lần này đến khảo sát vốn tưởng rằng sẽ nắm chắc thắng lợi, rõ ràng lại hỏng việc. Đổng Quốc Khánh là người phụ trách công tác khảo sát lần này, tất nhiên hắn sẽ khó tránh khỏi liên quan, nhưng Dương Quân Tài lại anh không ra anh, em không ra em. Dù thế nào cũng phải có nhiều người chịu trách nhiệm một chút, như thế sẽ nhẹ hơn so với tình huống một mình hắn phải đứng ra gánh chịu. Dương Quân Tài nhíu mày, hắn hiểu ý nghĩa lời nói của Đổng Quốc Khánh, bây giờ bày trước mặt hắn là hai con đường, hoặc là xác định và đánh giá dân chủ một lần nữa, áp dụng vào thủ đoạn cưỡng chế để lưu truyền pháp có thể vượt qua trình tự này. Nếu như hắn có thể khống chế toàn bộ phòng họp này, phương pháp như vậy là thỏa đáng nhất, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nếu như Dương Quân Tài có thể nắm chắc tất cả ban ngành thường ủy, chắc chắn sẽ không xuất hiện tình huống khó xử vào lúc này. Có một phương pháp khác, đó chính là báo cáo cho lãnh đạo những gì thật sự diễn ra, nhưng nếu báo cáo như vậy thì chuyện lưu truyền pháp đề bạt làm phó bí thư huyện ủy xem như bị phá hỏng. Thật sự quá xấu hổ, Dương Quân Tài đường đường là bí thư huyện ủy tự mình tọa trấn sự kiện này, không ngờ lại xuất hiện kết quả tuyển cử xấu hổ thế này. Dương Quân Tài thầm hiểu trong số 42 lá phiếu của các ủy viên huyện ủy, có 2 lá phiếu thông qua chính là của mình và của chính bản thân Lưu Truyền Pháp. Dương Quân Tài nhìn Lưu Truyền Pháp ngồi ở phía bên kia như cương thi, hắn càng cảm thấy bực bội, thật sự sinh ra cảm giác chỉ hận rèn sắt không thành thép. Còn bà nó tại sao anh lại có quan hệ kém như vậy? Nếu sớm biết anh là loại người nhu nhược không ra gì như thế, tôi cần gì phải phí sức vì anh? Đúng là tức chết người, đối phương căn bản chỉ là một kẻ vô dụng. Mình cần gì phải vì một người như thế mà đối kháng với đám người này? Dương Quân Tài nghĩ như vậy thì trong lòng đã sinh ra ý nghĩ mới. Dương Quân Tài nhìn đám ủy viên huyện ủy, sau đó hắn trầm giọng nói. Nếu đã có kết quả như vậy, cứ dựa theo kết quả tuyển cử để báo lên trên, nhưng hai mắt lãnh đạo thị ủy sẽ sáng như tuyết, những người dở trò cũng nên chú ý, đẩy ngã quyết định của tổ chức chính là không trưởng thành trên phương diện chính trị. Một người không trưởng thành trên phương diện chính trị thì sao có thể được tổ chức ủy thác trách nhiệm? Cái gì gọi là kiên định lập trường chính trị? Đó chính là phải bảo trì sự nhất trí cao độ đối với những quyết định của thượng cấp, nếu như không làm được điều này, sẽ là không kiên định lập trường chính trị, sẽ là cờ xí không rõ ràng. Như thế sẽ làm rối loạn các mối quan hệ, thổi phồng vấn đề, tạo ra xu hướng do dự, có vấn đề về tác phong, sẽ sinh ra thói quen coi thường thượng cấp, bằng mặt không bằng lòng, đối nghịch tổ chức. Tôi hy vọng mọi người nên bảo trì đầu óc thanh tỉnh, cần phải thận trọng trước việc đại sự, cần phải có năng lực xem xét chính bản thân, không nên ngây ngốc để người ta sai bảo. Dương Quân Tài nói xong thì đảo mắt nhìn khắp phòng, vẻ mặt giống như vẫn còn mang theo vài phần tức giận. Vương Tử Quân và Trần Lộ Giao đều hiểu Dương Quân Tài đang nói điều gì, nhưng hai người chỉ nhìn nhau cười lạnh mà thôi. Có 40 ủy viên huyện ủy, bọn họ cũng không có bất kỳ mối liên hệ nào trước đó. Chỉ nói sự thật về tình huống lưu truyền pháp tiến lên nhận chức, cuối cùng lại cho ra kết quả như vậy. Đám ủy viên huyện ủy cũng không phải kẻ ngu, tất nhiên bọn họ sẽ hiểu rõ ý nghĩa lời nói của Bí Thư Dương. Dù có bày mưu đặt kế thì 40 tờ phiếu bầu không hợp cách cũng là một kết quả thật sự ngoài ý muốn của nhiều người, trước đó hai người Vương Tử Quân và Trần Lộ Giao cũng không cảm giác mình có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Bây giờ nhìn vào từng tờ phiếu không hợp cách, chứng tỏ lưu truyền pháp là một người không được đám cán bộ nơi đây đón chào. Khi thấy Dương Quân Tài lên tiếng thì Đổng Quốc Khánh vội vàng gọi điện thoại báo cáo kết quả bỏ phiếu cho trưởng phòng Cát Trường Lễ. Lúc này Cát Trường Lễ ở đầu dây bên kia cũng thở hổn hển chửi ầm lên, còn đưa ra một yêu cầu kiểm tra thật chặt xem đám cán bộ huyện Lô Bắc có bất kỳ hành vi ác ý nào trước khi tuyển cử hay không. Sau khi nổi giận mắng chửi Đổng Quốc Khánh thì Cát Trường Lễ cũng vội vàng chạy đến báo cáo công tác với Trình Vạn Thọ, tuy hắn là trưởng phòng tổ chức. Thế nhưng kinh nghiệm công tác tổ chức nhiều năm đã nói rõ cho hắn biết sự kiện lần này cực kỳ khó giải quyết. Trình Vạn Thọ đang chìm đắm trong cảm giác vui sướng vì liên thủ với Chủ tịch Lý Giật Phong để ép Bí thư Trịnh Đông Phương phải nhượng bộ, khi thấy Cát Trường Lễ chạy vào thì mỉm cười nói.
Anh Cát, thái độ hấp tấp của anh như vậy là không được, chúng ta là cán bộ lãnh đạo, tuy không thể đạt đến mức độ núi Thái Sơn đổ xuống đầu chẳng đổi sắc thế nhưng ít nhất cũng phải bình tĩnh ung dung chứ. Hai chúng ta là anh em, nếu như để cho lãnh đạo nhìn thấy bộ dạng vội vàng của anh, chẳng phải sẽ mất đi tính biểu hiện sao? Cát Trường Lễ lúc này đã quá gấp gáp, nào có thời gian khua môi múa mép với Trình Vạn Thọ. Hắn cũng bất chấp tình huống, trực tiếp nói rõ kết quả khảo sát dưới huyện Lô Bắc. Bốp! Trình Vạn Thọ đang vuốt ve một ly trà bằng gốm trong tay, hắn chợt giật mình, không ngờ buông tay, thế là ly gốm rơi xuống mặt đất vỡ tan tành. Anh nói là sự thật, có người to gan dám cho ra những hành vi mờ ám vậy sao? Điều tra cho tôi, điều tra thật rõ ràng cho tôi cũng không tin sự việc xảy ra như vậy. Trình Vạn Thọ tức giận đến mức mặt mũi méo xệch, hắn lớn tiếng nói. Cát Trường Lễ nhìn gương mặt dù núi Thái Sơn có đổ xuống cũng không biến đổi của Trình Vạn Thọ mà trong lòng thầm mắng một tiếng chỉ biết ra vẻ. Lúc này hắn chẳng dám biểu hiện ra ngoài, chỉ tranh thủ thời gian lên tiếng. Bí thư Trình, tôi đã cho Đồng Quốc Khánh nhanh chóng bắt tay vào điều tra. Đồng Quốc Khánh là phó phòng thường vụ phòng tổ chức, là người được Trình Vạn Thọ và Cát Trường Lễ đề bạt lên, thế cho nên Trình Vạn Thọ rất an tâm với Đồng Quốc Khánh. Lúc này đầu óc hắn chợt xoay chuyển, hắn lên tiếng. Chuyện này không thể bao che, cũng không thể đợi lâu hơn, nếu không chúng ta sẽ bị động, anh đi theo tôi đến phòng làm việc của Bí thư Trịnh để báo cáo công tác. Cát Trường Lễ rất không muốn đi gặp Bí thư Trịnh Đông Phương, nhưng lúc này hắn dù làm thế nào cũng khó thể thoát thân, chỉ có thể cùng Trình Vạn Thọ một trước một sau đi ra khỏi phòng. Hai ngày qua Trịnh Đông Phương có chút mất hứng, lão là Bí thư Thị ủy, sau khi quyền uy của mình bị khiêu chiến thì thật sự trong lòng có chút bức bối khó tiêu tán. Sau khi lão phân tích cẩn thận sự việc vừa rồi, phát hiện trong đó có dấu vết của một người. Dù Trịnh Đông Phương rất tức giận nhưng cũng chỉ có thể gắng nhẫn nhịn, sau này nếu có cơ hội thì sẽ cho đối phương biết tay. Bí thư Trịnh, đã xảy ra vấn đề, quá trình khảo sát lưu truyền pháp ở huyện Lô Bắc không được tốt. Trình Vạn Thọ đi đến trước mặt của Trịnh Đông Phương rồi lớn tiếng nói. Trịnh Đông Phương lúc này đang thầm suy nghĩ vài vấn đề tương quan. Thấy Trình Vạn Thọ xám mặt đi vào phòng thì trong lòng có chút sảng khoái. Lãnh đạo cũng là người, cũng có vui buồn hờn giận, sao có thể trông mong lão nói lời yêu mến với một kẻ đáng ghét cho được. Chẳng qua là lòng dạ con người che giấu khá sâu, không biểu hiện ra bên ngoài mà thôi. Có chuyện gì xảy ra? Trịnh Đông Phương ngồi ở sau bàn làm việc, lão dùng giọng nhàn nhạt hỏi. Bí thư Trịnh, chúng ta cần nên sửa trị đám cán bộ ở huyện Lô Bắc. Có vài người bày trò trong lúc khảo sát đồng chí Lưu Truyền Pháp, làm cho đại đa số phiếu khảo sát đối với đồng chí Lưu Truyền Pháp đều không hợp cách. Hành vi này quá ác liệt, căn bản là đối kháng công khai với quyết định của thị ủy, không coi thị ủy ra gì. Trước khi Trình Vạn Thọ đi vào phòng làm việc của Trịnh Đông Phương thì đã đắn đo thật kỹ lời nói của mình, khi thấy mặt bí thư Trịnh thì nhanh chóng dùng giọng cực kỳ căm phẫn nói. Đầu óc Trịnh Đông Phương cũng nổ ầm một tiếng, tình huống này thật sự không nằm trong dự đoán của lão. Lão nhìn vẻ mặt tức giận của Trình Vạn Thọ, vẻ mặt chợt trầm xuống, lão hỏi. Bí thư Trình, có chứng cứ về tình huống có người bày trò ác ý không? Trình Vạn Thọ không ngờ Trịnh Đông Phương lại hỏi như vậy, thế là cảm thấy mắc nghẹn. Hắn sở dĩ nói như vậy chỉ hoàn toàn là phán đoán, cảm thấy nếu không có người dở trò thì căn bản sẽ không xuất hiện cục diện như vậy. Xưa nay đã khảo sát cán bộ biết bao lần, cũng có nhiều người có ý kiến với cán bộ được khảo sát. Nhưng cuối cùng có vị cán bộ nào không được thông qua chứ? Điều này, quá trình như vậy, Bí thư Trịnh, còn chưa có kết quả điều tra, tôi cũng không dám khẳng định, nhưng tôi cảm thấy nếu như không có người có hành vi ác ý, thì sao lại xuất hiện kết quả này? Thật sự là quá mức. Vẻ mặt Trình Vạn Thọ chợt biến đổi, hắn trầm giọng giải thích. Nếu là trước kia thì Trịnh Đông Phương sẽ tán thành với ý kiến của Trình Vạn Thọ, thế nhưng lúc này lão đang tìm cách vỗ lên mặt đám người Trình Vạn Thọ và Lý Dật Phong. Đối phương vừa rồi đã làm lung lay quyền uy tối thượng của lão, bây giờ lão có được cơ hội tốt, sao có thể bỏ qua đơn giản như vậy? Thế là Trịnh Đông Phương chợt nghiêm mặt rồi nghiêm trang nói. Bí thư Trình, không điều tra thì không có quyền lên tiếng, anh cũng là cán bộ lãnh đạo của đảng, không thể cho ra kết luận lung tung trước khi chưa có kết quả điều tra rõ ràng. Chúng ta sẽ không bỏ qua cho những người dở trò ác ý, thế nhưng cũng không dựa vào suy đoán chủ quan của mình để định luận sự việc. Vừa đũa cả nắm với cán bộ tuyến dưới, để rồi đánh một gậy chết tươi cho được. Trịnh Đông Phương nói bằng giọng điệu đường đường chính chính, điều này làm cho Trình Vạn Thọ cảm thấy cực kỳ ngột ngạt. Nhưng cao hơn một cấp có thể đè chết người, tuy hắn rất mất hứng nhưng trong lòng cũng chỉ có thể chịu đựng mà thôi.
Bí thư Trịnh, tôi đã cho đồng chí Đồng Quốc Khánh điều tra chuyện này, tôi tin không bao lâu nữa sẽ có tin tức truyền đến. Cát Trường Lễ thấy Trình Vạn Thọ bị mắng thì vội vàng lên tiếng giải thích, dù thế nào thì Trình Vạn Thọ cũng là đồng minh của hắn, lúc này không giúp thì còn chờ đến lúc nào. Trịnh Đông Phương cũng không vội xác định thái độ khi sự việc còn chưa sáng tỏ, lão khẽ gật đầu rồi tức giận nói. Sau khi có kết quả thì đưa đến cho tôi một bản báo cáo, Đồng Quốc Khánh là cán bộ lão thành của phòng tổ chức, bây giờ lại để xảy ra vấn đề như vậy. Nếu như sự việc thế này tiếp tục tiếp diễn, ý đồ của thị ủy sẽ được thực hiện thế nào? Hừ, nếu bí thư đã có ý kiến với anh, như vậy thì tương lai chính trị của anh xem như xong. Đồng Quốc Khánh là ái tướng của Cát Trường Lễ, lúc này dù biết Trịnh Đông Phương đang nổi nóng thế nhưng hắn vẫn chú ý nói. Bí thư Trịnh, Đồng Quốc Khánh hôm nay vừa xuống huyện Lô Bắc, vẫn không thể nắm giữ được thế cục. Ừ, Trịnh Đông Phương khẽ ừ một tiếng, sau đó lão vỗ bàn nói. Dương Quân Tài làm bí thư như thế nào, cũng không thông qua được ý chỉ của thị ủy. Tôi thấy rõ ràng là anh ta có vấn đề về năng lực. Gương mặt Trình Vạn Thọ và Cát Trường Lễ đều rất khó coi, kết quả như thế này xuất hiện thật sự là thứ mà bọn họ không tình nguyện được thấy, hơn nữa sự việc còn vô tình liên quan đến Dương Quân Tài. Nhưng lúc này bọn họ thật sự không thể nói nên lời, dù sao thì Dương Quân Tài cũng là bí thư huyện ủy, xảy ra chuyện thì hắn sẽ là người đứng ra gánh chịu đầu tiên. Là một bí thư huyện ủy, nếu như để cho lãnh đạo cho ra khẳng định anh có vấn đề về năng lực khống chế, như vậy hầu như tương đương với phán anh tử hình. Tuy Dương Quân Tài có hậu trường nhưng nếu Trịnh Đông Phương nói ra những lời như vậy ở hội nghị thường ủy thị ủy, lực sát thương không phải chỉ là cực lớn mà thôi. Dương Quân Tài đang ở huyện Lô Bắc nào biết được mình đang bị Trịnh Đông Phương phê bình. Lúc này hắn đang cùng Đồng Quốc Khánh nói chuyện với từng vị ủy viên huyện ủy. Anh Lữ, anh là cựu chiến binh, tôi tin anh sẽ nói lời thật lòng khi đối mặt với quá trình điều tra của tổ chức. Anh nói rõ ràng xem. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Có phải có người muốn anh cho ra lá phiếu không hợp cách với chủ nhiệm Lưu? Dương Quân Tài cố gắng áp chế lửa giận của mình, hắn khẽ lên tiếng hỏi vị bí thư đảng ủy xã Tôn Liên Phô. Anh Lữ năm nay 50 tuổi, là một vị bí thư đảng ủy xã có xuất thân là bí thư chi bộ nên lời nói rất thô, là một người nổi tiếng cứng rắn trong huyện Lô Bắc, có người nói nếu lão không có cái tính chết người như thế, sợ rằng bây giờ cũng đã là cán bộ cấp huyện. Bí thư Dương, anh cũng coi như nói đúng, thật sự có người để tôi làm như vậy. Anh Lữ dùng ánh mắt tinh quái nhìn Dương Quân Tài, gương mặt ngăm đen có biểu hiện cực kỳ trung thành và tận tâm. Dương Quân Tài và Dương Quân Tài đã thật sự rất mệt mỏi, lúc này nghe thấy anh Lữ lên tiếng tỏ thái độ thì giống như uống thuốc kích thích, lập tức trở nên tỉnh táo. Hai người vốn đang gồng người chịu đựng, bây giờ đã ngồi thẳng người và thoải mái hẳn lên. Anh Lữ, anh từ từ nói xem, rốt cuộc là ai giở trò. Chỉ cần anh nói ra tên người kia, tôi và anh Đồng sẽ nghiêm khắc giữ bí mật, hơn nữa tôi đảm bảo sẽ dừng lại chuyện này ở đây, bỏ qua tất cả với anh. Dương Quân Tài nhìn chằm chằm vào mặt anh Lữ, giống như đang nhìn thấy một món châu báu cực kỳ quý hiếm. Đồng Quốc Khánh không nói gì nhưng trên mặt lại tràn đầy nụ cười, giống như muốn cho anh Lữ cảm nhận được tình cảm ấm áp của phòng tổ chức thị ủy. Lương Tâm nói cho tôi nên làm như vậy, lưu truyền pháp này mới đi vào huyện Lô Bắc được vài ngày. Chưa làm ra chuyện đại sự gì ra hồn, lại cả ngày chỉ biết gào thét to mồm. Tôi không hiểu vì sao thị ủy lại đề bạt một người như vậy, nhưng lương tâm của tôi muốn nói ra sự thật khi tiếp nhận tờ phiếu bầu. Bí thư Dương, anh không cần phải nói gì cả, phiếu bầu cần phải căn cứ vào thái độ thật sự cầu thị, phải có trách nhiệm với mình, với tổ chức. Anh Lữ chợt vỗ bàn rồi lớn tiếng nói. Anh Lữ là một lãnh đạo xã, lão thường xuyên có thói quen vỗ bàn như vậy mỗi khi nói đến đúng chỗ thoải mái. Lúc này lão cũng quên mình đang ở trong khu văn phòng huyện ủy. Lão vỗ tay xuống bàn, lại nói những lời thật lòng, cơn tức giải tỏa hơn phân nửa, thật sự rất sướng. Lúc này vẻ mặt Dương Quân Tài đã biến thành màu đen, hắn chợt nhảy dựng lên khi anh Lữ vỗ tay xuống bàn. Hắn há miệng muốn trách mắng anh Lữ một trận, thế nhưng biết rõ đối phương là loại lì lợm ngu ngốc như lừa, dù có nói thế nào cũng không có kết quả, thế là đành cho đối phương đi ra. Đồng Quốc Khánh lúc này cũng không còn lòng dạ để nổi giận với người ta, hắn nhìn vào một mớ bản ghi chép với nội dung tôi tự nguyện bỏ phiếu không hợp cách, tôi phụ trách với tổ chức, phụ trách với chính mình. Hắn cảm thấy đầu óc mình như phồng lên, hắn biết rõ chuyện lần này quá mơ hồ, nhưng căn cứ vào kinh nghiệm công tác nhiều năm, xuất hiện kết quả vào lúc này thì hầu như là không thể không có khả năng không có người giở trò, nhưng người ta ra tay mà mình không nắm được bất kỳ manh mối nào, thủ đoạn của đối phương thật sự không phải chỉ là cao siêu như bình thường.
Lưu truyền pháp khốn kiếp, công tác không ra thể thống gì, bây giờ còn kéo ông vào cùng chịu tội. Đồng Quốc Khánh nghĩ đến tình huống mình sẽ bị phê bình nặng nề khi quay về thị ủy, vẻ mặt hắn càng thêm hậm hực. Vẻ mặt Dương Quân Tài cũng cực kỳ khó coi, hắn hít vào một hơi thuốc thật sâu, sau đó đi về phía phòng làm việc của Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân đang ngồi trong phòng xem xét văn kiện, khi thấy Dương Quân Tài đi vào thì đứng lên nói. Bí thư Dương, sự việc thế nào rồi? Còn thế nào nữa, Chủ tịch Vương còn chưa hiểu rõ nữa sao? Dương Quân Tài dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói. Anh là chủ tịch huyện, là người đứng đầu khối chính quyền, càng là người đứng cùng chiến tuyến với tổ chức. Nhưng tôi cảm thấy rất kỳ quái, sao anh lại cùng giống như những người khác, cũng trỏ ra một phiếu chống với đồng chí Lưu Truyền Pháp. Bí thư Dương, cũng không thể ăn nói lung tung, cho dù tôi không hiểu cũng sẽ cố gắng chứng thực ý đồ của thị ủy, một phiếu lần này tôi đường đường chính chính đứng ra bầu. Tôi nói rõ chính mình bỏ phiếu không hợp cách với đồng chí Lưu Truyền Pháp. Tôi là một đảng viên, là một cán bộ cấp xứ, tôi cảm thấy mình nên nói lời thật lòng với tổ chức, đồng chí như thế nào thì đánh giá như vậy. Vương Tử Quân cũng không yếu kém, giọng điệu của hắn rất bình thản. Tôi cũng không nói gì khác với tình huống các đồng chí phòng tổ chức thị ủy xuống khảo sát đồng chí Lưu Truyền Pháp. Anh, Dương Quân Tài lúc này thật sự sinh ra cảm giác tức nổ phổi. Khốn nổi hắn dù tức giận cũng không thể nói hành vi của Vương Tử Quân là không đúng, ở phương diện này hắn thật sự không tìm ra được chút bệnh tật nào của Vương Tử Quân. Đây chỉ là khảo sát, tôi chỉ cho ra ý kiến của mình, nếu như thượng cấp chỉ mặt gọi tên kiên trì cho đồng chí Lưu Truyền Pháp là phó bí thư huyện ủy, tôi cũng sẽ giơ hai tay tán thành. Còn bà nó, anh nói còn dễ nghe hơn hát, nhưng không phải đang nói nhảm sao. Anh là người đứng ra nói như vậy. Lưu Truyền Pháp còn có cơ hội tiến lên làm phó bí thư huyện ủy nữa sao? Chủ tịch Vương, người làm nhưng trời đang nhìn, dù anh có khéo ăn nói thế nào thì lãnh đạo thượng cấp cũng không phải kẻ ngu, lãnh đạo sẽ biết rõ ai là người càn quấy mà thôi. Dương Quân Tài trầm ngâm một lát, sau đó dùng giọng không khách khí nói. Tôi tin tưởng lời nói của bí thư Dương, nhưng này bí thư Dương, anh mới là bí thư huyện ủy huyện Lô Bắc, là lãnh đạo đứng đầu huyện ủy. Cho dù ban ngành huyện ủy cần phải đứng ra làm kiểm điểm thì còn chưa đến lượt một chủ tịch huyện như tôi. Nếu nói không phối hợp làm tốt công tác thì có thể, nhưng loại chuyện này tôi cũng chỉ có thể đứng bên cạnh hỗ trợ mà thôi, cũng không thể nào là nhân vật chính được. Vương Tử Quân càng nói càng nhẹ nhàng thoải mái, hắn đưa mắt nhìn bộ dạng giống như không khống chế được tâm tình của Dương Quân Tài, giọng điệu càng thản nhiên hơn. Dương Quân Tài giống như bị dội một gáo nước lạnh, những chuyện thế này nếu không tìm ra được nguyên nhân. Như vậy bí thư huyện ủy sẽ là đối tượng bị truy cứu trách nhiệm. Vương Tử Quân chỉ là một chủ tịch huyện, là người nắm công tác kinh tế, xảy ra vấn đề ở phương diện nhân sự thì huyện ủy mới là nơi tiếp nhận trừng phạt đầu tiên. Còn bà nó, Dương Quân Tài nhịn không được thầm mắng một câu thô tục, rõ ràng là Vương Tử Quân chiếm hết chỗ tốt, tất cả rác rưởi đổ lên người mình, hơn nữa hắn còn phải chịu đựng uất ức thay cho người khác. Dương Quân Tài nổi giận đùng đùng đi ra khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương nhìn Dương Quân Tài nghênh ngang bỏ đi mà vẻ mặt càng thêm bình tĩnh. Khi Vương Tử Quân trầm ngâm thì điện thoại vang lên, hắn nghe máy, chợt nghe thấy đầu dây bên kia có người nghiêm nghị nói. Vương Tử Quân, cậu thật sự to gan, ngay cả những chuyện như vậy mà cũng dám làm. Giọng điệu này rất quen thuộc, Vương Tử Quân cũng không tỏ ra kinh hoàng, hắn trầm ngâm khoảnh khắc rồi trầm giọng nói. Bí thư Trịnh, bờ vai tôi có hơi hẹp, cũng không thể nào cáng đáng được trọng trách như vậy. Anh cũng không thể thấy tôi là người thành thật mà thích dội nước bẩn lên người thì dội. Trịnh Đông Phương nghe thấy lời phản bác của Vương Tử Quân mà thầm buồn cười, nhưng nghĩ đến tình huống tiểu tử này không từ thủ đoạn nào thì lại trầm mặt xuống, lão vẫn nhẫn tâm phê bình. Tử Quân, cậu còn trẻ, chút được mất không quan trọng, cậu cũng biết đấy, chuyện này nếu thao tác không tốt sẽ tạo ra cho cậu ảnh hưởng lớn như thế nào. Trịnh Đông Phương không đợi Vương Tử Quân trả lời, lão tiếp tục nói. Sự việc xảy ra ở huyện Lô Bắc lần này thật sự có ảnh hưởng không tốt, các cậu là những người không an phận, cứ ngồi đó chờ cờ lê của lãnh đạo thị ủy gõ xuống đầu là vừa. Trịnh Đông Phương nói xong thì nhanh chóng cúp điện thoại. Cuộc điện thoại của Trịnh Đông Phương rất ngắn nhưng lại biểu hiện đầy đủ thái độ của mình, Vương Tử Quân là hạng người tám mặt lung linh, có sao không nghe và hiểu xu hướng âm thầm giúp đỡ của bí thư Trịnh. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống, lúc này cảm giác không yên tâm xem như đã hoàn toàn tan biến. Những chuyện này không dễ làm, Vương Tử Quân hiểu rõ đạo lý này, nếu như không phải giai đoạn trước đã vung tay làm quá rộng, bây giờ hắn cũng không bí quá hóa liều mà áp dụng bước đi mạo hiểm lần này.
Chuyện phiếu bầu ở huyện Lô Bắc là chuyện lớn nhưng đối với thành phố An Dịch thì chỉ là một vị phó bí thư huyện ủy không được thông qua khảo sát mà thôi. Đám cán bộ tỉnh Sơn Nam ngày nào cũng bận rộn tối tăm mặt mũi, tay chân không bao giờ rảnh rỗi, tất nhiên sẽ căn bản không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này. Tề Chính Hồng là một lãnh đạo tỉnh, tất nhiên hắn cũng không biết chuyện này, nhưng cuộc điện thoại của Dương Quân Tài lại làm cho một người nhúng tay vào sự việc như hắn cảm thấy khó thể nào bình tĩnh được. Hắn căn bản không quan tâm đến vấn đề Lưu Truyền Pháp có được đề bạt làm phó bí thư huyện ủy hay không, hắn chỉ quan tâm đến tình huống Dương Quân Tài có bị ảnh hưởng hay không. Bí thư Trịnh nói lực khống chế của Quân Tài có vấn đề. Những lời này giống như một cây đinh đóng mạnh vào lòng Tề Chính Hồng, một vị trí phó bí thư huyện ủy là chuyện nhỏ, thế nhưng sự việc liên quan đến Dương Quân Tài lại là chuyện lớn. Lãnh đạo giao phó con trai cho mình, đây không phải là nhìn chúng mình sao? Nếu để cho Dương Quân Tài vì sự kiện lần này mà bị xử phạt, thậm chí còn bị Trịnh Đông Phương trực tiếp kéo ra, như vậy sẽ là sự việc có tính hủy diệt với Dương Quân Tài, xuống tuyến dưới mạ vàng nhưng lại bị đánh ngã, Tề Chính Hồng nói gì với lãnh đạo của mình bây giờ? Đám người Dương Quân Tài muốn điều tra thật rõ ràng xem có người có hành vi ác ý trong sự kiện này hay không, nhưng Tề Chính Hồng lại đứng trên độ cao khác, chính là cờ lê lần này sẽ tuyệt đối không được đánh lên người Dương Quân Tài. Đừng nói bây giờ còn chưa điều tra được kẻ nào có hành vi ác ý, dù là điều tra ra được thì bí thư huyện ủy cũng sẽ bị cờ lê gõ xuống đầu, chẳng qua độ nặng nhẹ có chút khác biệt mà thôi. Trong đầu chợt lóe lên những ý nghĩ như vậy, Tề Chính Hồng nhấc điện thoại lên, nhưng khi hắn vừa định bấm số thì lại dập máy. Hắn là một người có tính cách cường thế, hắn làm việc rất ít khi nhượng bộ, chỉ cần là thứ mình đã quyết định thì căn bản sẽ kiên trì đến phút cuối. Bây giờ hắn vẫn rất muốn kiên trì như trước, nhưng nghĩ về tình huống Dương Độ Lục mời mình đến thủ đô dùng cơm thì tâm tình của hắn lại dao động. Nếu Tề Chính Hồng gọi cuộc điện thoại này thì xem như nhận thua, nhưng nếu hắn không nói, chẳng phải sẽ phụ lòng ủy thác của lãnh đạo Dương Độ Lục sao? Nghĩ đến chuyện ra mặt cho Dương Quân Tài, tâm tư của Tề Chính Hồng chợt chuyển rời lên người đứng ngang hàng với Dương Quân Tài là Vương Tử Quân. Năm trước chính Tề Chính Hồng chọn huyện Lô Bắc chính là địa điểm để Dương Quân Tài đến nhận chức, hắn là một vị lãnh đạo nhìn xa trông rộng, hắn thấy rõ xu thế phát triển bừng bừng của huyện Lô Bắc. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ dựa vào con đường nối liền hai tỉnh hàng xóm, cũng có thể tạo ra rất nhiều cơ hội cho huyện nghèo này. Dương Quân Tài đến huyện Lô Bắc đúng lúc nơi đây chưa phát triển. Rõ ràng hắn sẽ lấy được thành tích một cách đường đường chính chính, chỉ cần hắn ngồi lên vị trí bí thư huyện ủy, như vậy sẽ không có kẻ nào kéo thành tích ra khỏi tay hắn. Lúc đó Tề Chính Hồng nghĩ rất tốt, nhưng bây giờ hắn lại chợt cảm thấy có chút hối hận, nếu như đặt Dương Quân Tài trong một huyện bình thường khác, có lẽ đã sớm mở ra cục diện. Đặt Dương Quân Tài ở trong huyện Lô Bắc cùng một vị cán bộ trẻ tuổi bùng ra hào quang chói mắt khác, thật sự là một phương án quá mức không phù hợp. Tề Chính Hồng nghĩ đến gương mặt trẻ tuổi tràn đầy ý chí chiến đấu của Vương Tử Quân mà cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Nếu người thanh niên kia đã ra tay, nếu như không có chuẩn bị thì hắn cũng căn bản không tin, điều hắn cầm làm chính là bóp chết trạng thái hiện tại trước khi tất cả được phát động, còn chính mình chịu uất ức như thế nào thì sau này hãy nói. Điện thoại nhanh chóng được nối thông, khi nghe thấy giọng điệu khách khí gọi mình là lãnh đạo và xin nghe chỉ thị ở đầu dây bên kia của Trịnh Đông Phương, Tề Chính Hồng nở nụ cười cởi mở nói. Bí thư Đông Phương, anh quá khách khí rồi, không quá vài ngày nữa anh sẽ là thường ủy tỉnh ủy, tôi nào dám nhận mình là lãnh đạo của anh. Trịnh Đông Phương rất khách khí với Tề Chính Hồng, nhưng trong những lời khách khí của Trịnh Đông Phương hi hi Tề Chính Hồng cảm nhận được khoảng cách giữa hai người. Trong lòng hắn biết rõ Trịnh Đông Phương có chút khúc mắc vì tình huống mình nhúng tay vào huyện Lô Bắc, nhưng lúc này hắn cũng không thể không ngậm bồ hòn làm ngọt. Anh Trịnh, tôi là người nhìn Quân Tài lớn lên từ nhỏ. Dù nó có chút vấn đề thế nhưng bản chất cũng là người tốt. Nó vừa đến thành phố An Dịch, có một số việc chỉ mong anh là lãnh đạo có thể tha thứ cho. Tề Chính Hồng là lãnh đạo cấp tỉnh, tất nhiên sẽ không nói rõ ràng sự việc, nhưng ý nghĩa lời nói đã biểu hiện rất đường hoàng rồi. Lãnh đạo cứ yên tâm, Quân Tài mới tới chỗ tôi, không phải giống như đến nhà mình sao? Có chuyện gì anh cứ nói với tôi là được. Trịnh Đông Phương trả lời cũng rất khách khí. Hai người nói xong những gì cần nói thì chuyển đề tài sang phương diện thời tiết, Tề Chính Hồng nhắc nhở Trịnh Đông Phương mặc nhiều áo ấm, sau đó cúp điện thoại rất ăn ý. Tề Chính Hồng khẽ dựa lưng lên ghế, hắn trầm ngâm một lát, lại cầm điện thoại lên, nhưng lúc này lại gọi cho Trình Vạn Thọ. Sau khi sự kiện về Lưu Truyền Pháp xảy ra ở huyện Lô Bắc, Vương Tử Quân biểu hiện rất an phận, ngoài xử lý vài công tác thông thường, hắn cũng từ chối những cuộc hội nghị không quá quan trọng.
Nhưng dù Vương Tử Quân có biểu hiện an phận thế nào thì cũng có vô số ánh mắt theo dõi hắn, sự kiện khảo sát cho ra một lỗ hổng lớn và sóng gió lớn, toàn huyện Lô Bắc cũng không tin chuyện này không có liên quan đến Vương Tử Quân. Vương Tử Quân ngồi trước bàn làm việc, hắn nhìn văn kiện còn thoang thoảng mùi mực của phòng tổ chức thị ủy mà thở dài một hơi. Tất cả cố gắng xem như đã chính thức kết thúc từ sau khi văn kiện này đến đây. Tôn Quốc Lương tiếp nhận vị trí phó bí thư huyện ủy chủ quản công tác chính trị, Lý Cẩm Hồ đảm nhiệm vị trí thường ủy huyện ủy, trưởng phòng tổ chức, còn Lưu Truyền Pháp lại không được nhắc đến dù chỉ là một chữ. Cốc, cốc, cốc. Tiếng đập cửa khẽ vang lên, Tôn Hạ Châu cùng Tôn Quốc Lương đi vào. Vương Tử Quân thấy Tôn Quốc Lương thì vội vàng đứng lên nói. Bí thư Tôn, chúc mừng anh. Lần này xem như anh tiến một bước, nhất định phải mời khách mới được. Tôn Quốc Lương nhìn gương mặt tràn đầy nụ cười của Vương Tử Quân, hắn rất khó tin người thanh niên trông giống như sinh viên này chính là một nhân vật quyền lực cao vời ở huyện Lô Bắc, thật sự không đáng tin chút nào. Hắn khẽ cười với Vương Tử Quân, sau đó lại trầm giọng nói. Chủ tịch Vương, khi nào anh rảnh thì cứ gọi điện thoại cho tôi nhất định sẽ đến theo chỉ thị. Tôn Hạ Châu tự rót cho Tôn Quốc Lương một ly trà rồi lặng lẽ lui ra. Hắn là một thư ký hợp cách, lúc nào lãnh đạo không cần sự có mặt của anh, như vậy anh cần phải nhanh chóng biến mất ngay lập tức. Hạ Châu còn trẻ nhưng công tác ở cơ quan có hơi lâu, nếu muốn phát triển thêm một bước thì phải đưa xuống cơ sở rèn luyện. Tôn Quốc Lương nhìn hình bóng Tôn Hạ Châu bỏ đi mà khẽ nói. Tôn Quốc Lương là một trưởng phòng tổ chức có kinh nghiệm, hắn có ánh mắt cực kỳ tốt, chỉ cần liếc mắt nhìn qua đã biết Tôn Hạ Châu đang thiếu hụt cái gì. Tôn Hạ Châu đi theo Vương Tử Quân chưa lâu nhưng công tác trong văn phòng huyện ủy đã khá lâu, công tác ở cơ quan sẽ làm cho người ta nhanh nhạy sắc bén, nhưng nếu muốn tiếp tục phát triển thì chỉ có thể cho xuống tuyến dưới rèn luyện mà thôi. Bí thư Tôn, anh nói đúng, Hạ Châu là một mầm mống tốt, thế nhưng càng là như vậy thì càng phải rèn luyện nhiều hơn. Vương Tử Quân căn bản không chú ý đến một vấn đề, đó chính là tuổi tác của mình còn nhỏ hơn cả Tôn Hạ Châu. Tôn Quốc Lương cười ha hả nói. Chỉ cần chủ tịch huyện cam lòng, tôi sẽ tìm một vị trí cho Hạ Châu rèn luyện vào bất cứ lúc nào. Tôn Quốc Lương nói và đầu óc nhanh chóng chuyển đến thị trấn huyện thành, hắn đang xem xét mình có thể bài trừ ra một vị trí ở thị trấn này để cho Tôn Hạ Châu xuống rèn luyện. Vương Tử Quân cười cười nói. Cứ quyết định như vậy đi, đến khi tôi cho Hạ Châu tìm đến cửa, bí thư Tôn cũng đừng quên đấy nhé. Vương Tử Quân và Tôn Quốc Lương nói chuyện với nhau mà cười phá lên ha hả. Giống như gặp phải một chuyện gì đó cực kỳ buồn cười. Tôn Quốc Lương đến tìm Vương Tử Quân cũng không phải vì chuyện của Tôn Hạ Châu, sau khi tiếp tục nói thêm vài câu không liên quan thì hắn đã lên tiếng. Chủ tịch Vương, ngày mai Bí Thư Trần sẽ đến thị ủy công tác, những người bạn già chúng tôi muốn mời Bí Thư Trần vài ly chia tay, không biết đến tối anh có rảnh không? Tôn Quốc Lương dù biết Vương Tử Quân không có khả năng từ chối lời mời của mình, thế nhưng lúc này nghe thấy Vương Tử Quân chính miệng nói sẽ đến thì trong lòng tràn đầy vui sướng. Dù sao điều này cũng đại biểu cho tình huống Vương Tử Quân tiếp nhận và ném cho bọn họ một cành ô liu. Địa điểm là Giáp Ngư Thôn, tuy muốn tìm một địa phương khác phù hợp hơn với Bí Thư Trần, thế nhưng chọn tới chọn lui thì tôi lại cảm thấy nơi đây là tốt nhất. Tôn Quốc Lương tiếp tục nói thêm vài câu, sau đó hắn rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Hắn sắp trở thành nhân vật đứng hàng thứ ba ở huyện Lô Bắc. Bước chân cũng nhẹ nhàng hơn trước kia rất nhiều. Trần Lộ Giao sắp phải đi, Vương Tử Quân nhìn những số điện thoại đặt dưới bàn làm việc của mình, không khỏi đưa bút gạch một cái. Tuy Trần Lộ Giao chưa tính là về hưu, thế nhưng bây giờ là Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố, sau này lực ảnh hưởng đến huyện Lô Bắc sẽ ngày càng nhỏ, thế cho nên cũng xem như sẽ biến mất. Vương Tử Quân nghĩ đến tình huống Trần Lộ Giao rời đi mà trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn cầm lấy điện thoại bấm một dãy số. Giọng điệu của Dương Quân Tài từ bên kia truyền đến, sau khi nghe được âm thanh này thì Vương Tử Quân dùng giọng tràn đầy nụ cười nói. Bí thư Dương, anh có bận gì không, tôi là Tử Quân. Dương Quân Tài thật sự không ngờ Vương Tử Quân lại gọi điện thoại cho mình, sau khi sự việc liên quan đến Lưu Truyền Pháp xảy ra, hắn cảm thấy quan hệ giữa mình và Vương Tử Quân đã hạ thấp đến mức đóng băng. Sau một lần thất bại thì Dương Quân Tài thật sự nhìn Vương Tử Quân bằng ánh mắt rất u tối. Chào Chủ tịch Vương, anh có chuyện gì sao? Dương Quân Tài áp chế tâm tư mà khẽ lên tiếng với Vương Tử Quân. Bí thư Dương, nghe nói ngày mai Bí thư Trần sẽ đến thành phố báo danh, hôm nay có vài đồng chí mở tiệc tiễn chân, hai người chúng ta không bằng cùng đến chung vui, anh có rảnh không? Vương Tử Quân dùng giọng điệu rất bình thản, tư thái hạ xuống rất thấp.
Dương Quân Tài cũng có suy nghĩ của riêng mình, tuy hắn rất không muốn đứng cùng một chỗ với Vương Tử Quân, thế nhưng lúc này Trần Lộ Giao sắp đi, hắn đành gật đầu nói. Tốt, đến tối tôi nhất định sẽ đến. Vương Tử Quân nói rõ địa điểm với Dương Quân Tài, sau đó hắn cúp điện thoại. Lần này hai bên đánh nhau sống chết, tuy hắn thoát hiểm và thắng một bậc, thế nhưng Trịnh Đông Phương lại cho hắn một câu nói rất có ý nghĩa, đoàn kết ban ngành mới là nhân tài. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ không cho rằng Trịnh Đông Phương yêu cầu mình đoàn kết bên cạnh Dương Quân Tài, sau nhiều lần suy xét, hắn cuối cùng cũng tìm ra được ý nghĩa của nó. Chính là mình và Dương Quân Tài dù đối lập với nhau thế nào nhưng vẻ bề ngoài thì lúc nào cũng phải bảo trì trạng thái đoàn kết cao độ. Ai quyết định thì cứ đi theo ý nghĩ của người đó, cũng không nên quá va chạm vào nhau, đến cảnh giới cao độ thì tất cả sẽ được hóa giải trong vô hình. Có câu nói kẻ thiện chiến sẽ không có công lao hiển hách, vào thời điểm bình thường thì chính mình cũng không nên biểu hiện quá cường thế, cần phải pha trộn sự cường thế vào trong mối quan hệ hòa hợp và đoàn kết, để cho người ta không tìm ra chút bệnh tật nào. Lần này vì đi đến tiễn chân Trần Lộ Giao mà Vương Tử Quân kéo cả Dương Quân Tài đến tham gia, như vậy sẽ cực kỳ nể mặt Trần Lộ Giao, còn làm cho người ta thấy mình vẫn coi trọng bí thư Dương Quân Tài, đó là một hành động nhất cử lưỡng tiện, sao không làm cho được. Chương 318, nghiên cứu là một công tác quan trọng. Giáp Ngư thôn thật sự là rực rỡ lộng lẫy, có không ít lãnh đạo huyện đến tiễn chân Trần Lộ Giao, đặc biệt là các vị lãnh đạo đơn vị ban ngành, có hơn 10 vị lãnh đạo đơn vị đến đây. Nhưng những người này đến rõ ràng là ý ông say không phải vì rượu, nếu nói bọn họ xem trọng tình nghĩa với Trần Lộ Giao thì 10 phần là sai, vì có câu người bị điều đi sẽ chẳng còn gì. Bây giờ Trần Lộ Giao là phó chủ tịch mặt trận Tổ quốc thành phố, đã không còn giá trị nịnh bợ, bọn họ huy động nhân lực đến tham gia náo nhiệt chẳng qua là nể mặt phó bí thư Tôn Quốc Lương mà thôi. Tôn Quốc Lương là phó bí thư nắm công tác tổ chức, tuy quyền thế không bằng với Trần Lộ Giao trước kia. Thế nhưng nếu hắn thật sự quyết tâm ép chết một vị cán bộ cấp khoa, cũng không phải là không thể. Vương Tử Quân đi vào phòng thì lúc này đã không còn chỗ ngồi, mọi người đan châu đầu ghé tai rì rầm bàn luận. Vương Tử Quân đến cũng nằm trong dự đoán của đám người nơi đây, nhưng Vương Tử Quân kéo cả Dương Quân Tài đến thì thật sự làm cho mọi người khó thể ngờ. Dù là Trần Lộ Giao đang tươi cười hớn hở thấy hai người cùng nhau tiến vào cũng không khỏi ngây người, trong lòng giống như có đầy đủ hương vị, thật sự nói không nên lời. Nhưng Trần Lộ Giao dù sao cũng là một lão cán bộ có kinh nghiệm quan trường, chỉ sau nháy mắt đã che giấu cảm giác kinh ngạc của mình ở tận sâu trong lòng, hắn cực kỳ nhiệt tình chào đón Dương Quân Tài, mà Dương Quân Tài cũng nhiệt liệt đáp lại. Ba người từng nắm quyền cao nhất huyện Lô Bắc cùng tập trung trong một gian phòng, vì ai cũng có toan tính của mình, thế cho nên khách và chủ cùng uống rượu rất vui vẻ. Nếu so sánh với biểu hiện ngẩng cao đầu của Dương Quân Tài thì Vương Tử Quân lại tỏ ra cực kỳ an phận, cũng không nói nhiều. Giống như bản thân cực kỳ vui vẻ và tình nguyện làm chiếc lá tô điểm cho đóa hoa là Dương Quân Tài. Trần Lộ Giao cũng không nói nhiều với Vương Tử Quân trên bàn tiệc, nhưng đến khi chỉ còn hai người thì lại bắt chặt lấy tay của Vương Tử Quân, ý nghĩa của nó là thế nào thì Trần Lộ Giao hiểu và Vương Tử Quân càng hiểu rõ. Giáp Ngư thôn không phải chỉ là nơi uống rượu, còn là nơi uống trà nghỉ ngơi. Sau khi tiễn chân đám khách đến đưa tiễn, Tôn Quốc Lương lúc này đã có chút men say ngồi trong một gian phòng với một bình trà chờ đón Trần Lộ Giao. Mùi hương trà cuồn cuộn tung bay, thật sự sinh ra hương vị phong nhã. Đại đa số các vị lãnh đạo huyện đều rất tán thưởng về những phòng trà của Lưu Mập ở huyện Lô Bắc, vì dù thế nào thì uống trà cũng dễ hơn uống rượu, uống vài ly trà sau khi uống rượu cũng thật sự rất phù hợp. Bí thư Trần, hôm nay tôi cũng không mời Dương Quân Tài, đây chính là Vương Tử Quân lên tiếng mời, đã kéo Dương Quân Tài đến. Hơn nữa nhìn anh cười tủm tỉm với bí thư Dương, rõ ràng giống như còn mặc chung một quần với bí thư Dương. Tôn Quốc Lương rót một ly trà cho Trần Lộ Giao rồi dùng giọng tùy ý nói. Trần Lộ Giao nâng ly trà lên, hắn nhấp một ngụm nước trà xanh biếc, sau đó chậm rãi nuốt vào bụng, lúc này mới trịnh trọng nói. Vốn tôi còn cảm thấy Vương Tử Quân là người thủ đoạn cao siêu, nhưng điểm thiếu hụt chính là quá bộc lộ tài năng, biểu hiện quá nhiều mũi nhọn, bây giờ xem ra là tôi đánh giá thấp anh ta. Tôn Quốc Lương đã đi theo Trần Lộ Giao không biết bao năm, rất ít khi nào nghe lãnh đạo nói những lời cảm khái như vậy, thế là không khỏi có chút chần chừ. Bàn tay của hắn dừng lại trên không trung, một lúc lâu sau cũng không nói gì nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Trần Lộ Giao. Sau khi trải qua vài hiệp chiến đấu, dù Dương Quân Tài vẫn là bí thư huyện ủy, thế nhưng uy tín của bí thư Dương đã hạ xuống rất thấp. Vương Tử Quân giữ lấy vị trí trưởng phòng tổ chức trong tay,
hoàn toàn có thể nói không còn bất kỳ thế lực nào ngăn cản chủ tịch Vương chứng thực và quán triệt ý chỉ của mình ở huyện Lô Bắc. Trần Lộ Giao nói trắng ra vấn đề, điều này cũng có liên quan đến phương diện hắn sắp rời khỏi huyện Lô Bắc, thế cho nên mở miệng cũng không còn cố kỵ quá nhiều. Chủ tịch Vương không vì đắc thế mà vênh váo, nếu là người khác, dưới tình huống tốt đẹp như lúc này, cần gì phải ẩn giấu, cần gì phải bày ra vị trí chính đáng của mình, cần gì phải tôn trọng lãnh đạo như vậy. Hi hi, Vương Tử Quân là người lót chăn trong áo thế nhưng vẫn còn rất muốn sĩ diện. Trần Lộ Giao hấp một ngụm trà rồi phân tích với vẻ mặt ngưng trọng. Vương Tử Quân làm như vậy chính là muốn cho lãnh đạo nhìn vào thấy huyện Lô Bắc hòa hợp êm thấm, cực kỳ chính đáng, lực lượng ngưng tụ, các hạng mục công tác đều được triển khai mở rộng một cách tốt đẹp. Đặc biệt là ban ngành huyện ủy, ban ngành này biểu hiện đoàn kết mạnh mẽ, như vậy sẽ có lực chiến đấu cực mạnh, sẽ là thứ rất rõ ràng trước mắt bao người. Thực tế thì huyện Lô Bắc này do ai quyết định, các vị lãnh đạo trong huyện còn chưa hiểu rõ nữa sao? Nói như vậy thì Vương Tử Quân sẽ cung phụng Dương Quân Tài như với Bồ Tát. Tôn Quốc Lương uống sạch trà, ánh mắt càng thêm nghi vấn. Chẳng những coi Dương Quân Tài là Bồ Tát, còn coi đó là Bồ Tát đất, là một vị Bồ Tát mà chính mình có thể gõ bất cứ lúc nào, còn có thể là một con bù nhìn được lôi ra gánh tội vào bất cứ lúc nào. Trần Lộ Giao nói xong thì nở nụ cười, tuy nụ cười của hắn rất sáng lạn nhưng Tôn Quốc Lương ngồi bên cạnh lại cảm thấy nụ cười này giống như có trộn lẫn một loại cảm giác khổ sở nói không nên lời. Tôn Quốc Lương tất nhiên hiểu rõ tâm tình của Trần Lộ Giao. Nhưng lần này hắn mời Trần Lộ Giao cũng không vì quá trình tiễn chân lằng nhằng này. Hắn chờ Trần Lộ Giao cười xong thì khẽ mở miệng thỉnh giáo. Lãnh đạo, bây giờ tôi nên làm gì? Nếu như là ngày hôm trước thì tôi sẽ khuyên cậu nên đứng vào vị trí trung lập, nhưng bây giờ thì khác, tôi đề nghị cậu nên xem xét thời thế, tranh thủ thời gian đứng lệch về phía sóng to gió lớn. Trần Lộ Giao cũng không đi đường vòng, hắn dùng giọng gọn gàng dứt khoát để nói với Tôn Quốc Lương. Sáng sớm hôm sau Trần Lộ Giao rời khỏi huyện Lô Bắc, sau khi Trần Lộ Giao rời đi thì huyện Lô Bắc giống như chuyển sang một trang mới, đại đa số mọi người đều nghĩ rằng đây chính là thời điểm mà Chủ tịch Vương sẽ biểu hiện sự cường thế của mình, nhưng đúng lúc này Vương Tử Quân lại càng biểu hiện cực kỳ ổn định. Ngoài cố gắng thúc đẩy phát triển kinh tế, những hội nghị không cần phải tham gia thì Vương Tử Quân thường nhường cho những vị lãnh đạo khác đi xử lý, mà hội nghị thường ủy thì càng thêm êm thấm, những việc bình thường đều do Dương Quân Tài vỗ bàn quyết định. Vương Tử Quân chỉ phụ họa theo đuôi mà thôi. Nhìn qua thì thấy giống như Dương Quân Tài đã hoàn toàn khống chế được quyền lực khống chế huyện Lô Bắc, thế nhưng người uống nước mới biết ấm lạnh như thế nào. Dương Quân Tài cảm thấy mình giống như biến thành một cái máy chỉ biết đánh nhịp theo người ta, đối phương đã sắp xếp sẵn một con đường, sau đó liên tục nhấn nút, có quyết định rồi bắt đầu áp dụng. Bí thư và chủ tịch huyện có quan hệ rất hài hòa, nhưng Dương Quân Tài thật sự phát hiện mình còn không có nơi để kêu khổ. Nói mình mất quyền lực cũng đúng, không phải có nhiều chuyện thảo luận ở hội nghị thường ủy mà chính mình là bí thư nhưng không thể vỗ bàn quyết định sao. Cũng đừng nói đến những lời mất đoàn kết này nọ, vì Vương Tử Quân cực kỳ chú trọng đến phương diện này, hắn là người dẫn đầu và làm gương cho binh sĩ, không những thực hiện theo từng bậc lãnh đạo, còn có chế độ giám sát rất căng. Hơn nữa người ta lại chú trọng phương án đoàn kết mọi người chung quanh Dương Quân Tài, sự việc gì cũng phải được huyện ủy chứng thực và quán triệt. Thử nghĩ xem. Một vị chủ tịch huyện không bao giờ việt vị, không bao giờ tranh công với người nhập gánh với mình, như vậy Dương Quân Tài còn gì để nói. Hơn 3 tháng trôi qua, khi mùa đông giá rét kéo đến thì ban ngành huyện Lô Bắc biến thành một tổ chức đoàn kết nhất thành phố An Dịch, ban ngành huyện ủy nhận được giấy khen của thị ủy trên hội nghị cán bộ, còn được trao tặng danh hiệu huyện ủy tiên tiến. Tất cả giống như rất bình thường, nhưng mỗi ngày Dương Quân Tài ký tên xuống các văn kiện mà trong lòng bùng lên một ngọn lửa vô danh. Con bà nó, có chuyện gì xảy ra? Hắn là một người có tư tưởng có khát vọng, hắn không muốn biến mình thành tượng gỗ cho người ta thích làm gì thì làm. Tình huống lúc này thật sự quá chán nản, tên khốn với nụ cười như hồ ly kia nói anh ngồi thì không thể đứng, nói anh đi sang trái thì không thể đi sang phải. Nhưng Dương Quân Tài thật sự không còn tâm tư để phản kháng, bây giờ chính lưu truyền pháp cũng đã thành thật và không dám có biểu hiện phụ họa cho bí thư Dương. Vô tình bí thư Dương biến thành một vị tư lệnh mà chung quanh không còn ai để ra lệnh, chính hắn sao có thể đấu lại một con đại bàng đủ lông đủ cánh như Vương Tử Quân. Khi hắn nói ra ý nghĩ của mình, thậm chí Vương Tử Quân không cần lên tiếng, đã có người phân tích rõ ràng sự việc, phê phán những gì hắn nói ra đều là sai lầm. Chủ tịch Vương, Hạ Châu xuống làm phó chủ nhiệm khu quy hoạch có phải là bước tiến quá nhỏ không? Theo tôi thấy thì cậu ấy trực tiếp xuống làm chủ tịch xã thị trấn hay chủ nhiệm khu quy hoạch cũng không gì không được.
dù sao thì khu quy hoạch có biên chế cấp chính khoa, với tư chất của cậu ấy thì hoàn toàn có thể giữ lấy vị trí lãnh đạo đơn vị này. Lý Cẩm Hồ ngồi dưới tay Vương Tử Quân, hắn trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Chương 319 đi đến bên cửa sổ nhìn khắp thế giới. Trước tiên cứ như vậy thì hay hơn, để cậu ấy có thêm kinh nghiệm chưa hẳn không phải là chuyện tốt, nếu mới đó đã để bạt lên cao thì chỉ sợ sẽ dễ vấp ngã. Đây là chuyện tốt với Hạ Châu, thật sự phù hợp với câu nói vun gốc nhìn thân cây, tương lai nếu cậu ấy trưởng thành hơn thì hoàn toàn có thể để bạt lên cương vị tốt hơn. Vương Tử Quân khẽ khoát tay áo rồi nói tiếp. Khu quy hoạch chính là một động cơ phát triển của huyện Lô Bắc, nơi đây yêu cầu các đồng chí của chúng ta phải to gan lớn mật, phải đi đứng cực kỳ cẩn thận, đặc biệt là các công tác phân công bổ nhiệm. Nói thật, Chủ tịch Vương, tôi cũng không muốn rời xa khu quy hoạch, từng ngày nhìn khu quy hoạch phát triển, thật ra tôi có cảm tình với nó như con cháu trong nhà mình. Tôi công tác ở phòng tổ chức mà cảm thấy có chút hư nhược. Lý Cẩm Hồ đặt tài liệu trong tay xuống bàn làm việc của Vương Tử Quân rồi dùng giọng ai oán nói. Tuy Lý Cẩm Hồ lớn tuổi hơn Vương Tử Quân rất nhiều, thế nhưng vị trưởng phòng tổ chức này lại thích phàn nàn những chuyện nhỏ nhặt với Chủ tịch Vương. Vương Tử Quân biết Lý Cẩm Hồ không phải là người giả vờ như vậy, với tính cách của Lý Cẩm Hồ, đối phương càng thích làm những công tác cụ thể hơn. Anh Lý, các đồng chí như một viên gạch, nơi nào cần thì phải chuyển đến. Hơn nữa anh có thành tích lớn ở khu quy hoạch, nhưng một lãnh đạo hợp cách cần phải có cái nhìn cụ thể, đồng thời cũng phải học cách nghiên cứu vấn đề. Vương Tử Quân vừa nói vừa chỉ vào bản vẽ khu quy hoạch. Chúng ta biến khu quy hoạch của huyện Lô Bắc thành một khu quy hoạch tiền tỷ của thành phố An Dịch, như vậy chẳng phải sẽ đề bạt được một đám cán bộ thích hợp lên đúng cương vị, đúng vị trí quan trọng sao? Lý Cẩm Hồ cũng chỉ thuận miệng nói ra chút phàn nàn của mình, sau đó hắn cười cười với Vương Tử Quân, lại tiếp tục đưa mắt nhìn lên bản vẽ khu quy hoạch. Khu quy hoạch tiền tỷ, tuy nghe mục tiêu này của Vương Tử Quân có vẻ quá cao xa, nhưng đối với huyện Lô Bắc thì nó cũng không có chênh lệch quá lớn, vì một năm qua kêu gọi đầu tư đã làm cho khu quy hoạch tràn đầy sức sống. Bây giờ cả nước đều xây dựng khu quy hoạch phát triển kinh tế, huyện Lô Bắc chúng ta muốn trổ hết tài năng thì phải có ưu thế của mình, có đặc sắc của mình. Chúng ta không thể cứ mãi làm theo hình thức, phải làm sao thật tinh tế, phải bày ra ưu thế đặc biệt của mình, chỉ như vậy khu quy hoạch của chúng ta mới có thể cạnh tranh trong xu hướng phát triển kinh tế mạnh mẽ vào thời điểm này. Vương Tử Quân lúc này tràn đầy cảm giác thành công, tuy rất nhiều chuyện còn nằm trong kế hoạch, thế nhưng hắn nhìn kế hoạch của mình được thực hiện từng bước, thế là sinh ra cảm giác tự hào vì mình là người thúc đẩy nó phát triển. Chủ tịch Vương, với tốc độ phát triển của huyện Lô Bắc chúng ta trong năm qua, 2 năm sau sản lượng kinh tế của huyện Lô Bắc chúng ta sẽ vươn lên đứng đầu thành phố An Dịch, điều này hầu như không phải là vấn đề. Nói đến quá trình phát triển của huyện Lô Bắc, Lý Cẩm Hồ chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Vương Tử Quân cười cười nói. Anh phát triển thì người ta cũng phát triển, nếu như chỉ nhìn dọc mà không nhìn ngang, cho rằng người ta sẽ dừng lại mà không tiến, như vậy chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi. Sau khi tiến chân Lý Cẩm Hồ thì Vương Tử Quân lại tiếp tục xem xét bản địa đồ huyện Lô Bắc trong phòng, hào khí trong lòng lại càng mạnh thêm. Những tháng qua dưới sự thúc đẩy của hắn, dù xét về phương diện phát triển kinh tế hay cải cách sản nghiệp thì huyện Lô Bắc luôn lấy được những thành tựu không nhỏ. Lý Cẩm Hồ nói đến thời điểm 2 năm sau, tuy Vương Tử Quân nói lời khiêm tốn thế nhưng tận sâu trong lòng còn cảm thấy thời gian 2 năm là quá lâu. Hạt giống đã gieo xuống, bây giờ chỉ đợi thời điểm thu hoạch mà thôi. Bí thư Vương, điện thoại của anh. Vương Tử Quân cùng đi thị sát tình hình trật tự trị an ở huyện Lô Bắc với Đỗ Tự Cường, hắn nhận lấy điện thoại trong tay của thư ký vừa mới nhận chức là Tằng Việt Vũ, tuy bây giờ điện thoại đã được đổi mới rất nhiều, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn không muốn thay đổi chiếc điện thoại di động cực lớn của mình. Tử Quân, gần đây sao không đến thăm ông? Giọng nói thân thiết từ trong điện thoại truyền ra. Vương Tử Quân nghe thấy âm thanh này mà cảm thấy trong lòng ấm áp. Hắn ân cần hỏi thăm ông nội vài câu nhưng trong lòng lại có rất nhiều ý nghĩ khác lạ. Tuy ông nội ngày càng lớn tuổi nhưng cũng không phải người mềm lòng, lúc này đột nhiên gọi điện thoại cho mình, không phải là tỉnh Chiết Giang xảy ra chuyện rồi chứ. Tiểu tử này, cháu công tác rất tốt ở tỉnh Sơn Nam, thật sự làm cho ông đây có mặt mũi, ông Trương đã gọi điện thoại đến khích lệ cháu đấy. Ông cụ ở bên kia tiếp tục lên tiếng, giọng điệu rất vui vẻ. Vương Tử Quân cười cười mà không nói gì thêm. Ông cụ cũng quen phong cách gọn gàng linh hoạt, dù cực kỳ yêu thương lo lắng cho cháu nội thế nhưng cũng không nói rông dài, sau khi nói vài câu thì cười. Tử Quân, cháu có muốn đổi địa phương công tác không?
Vương Tử Quân đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng hắn thật sự chưa từng nghĩ rằng sẽ thay đổi địa phương công tác, thế nên hắn có chút trầm ngâm và trầm giọng hỏi. Vì sao? Cháu có biểu hiện rất tốt ở huyện Lô Bắc, thế nhưng cháu lại làm cho tiểu tử Dương gia kia thật sự không làm gì được. Người ta xuống tuyến dưới rèn luyện chủ yếu là để mạ vàng, cũng không phải để cháu coi như bồ tát bùn. Người ta là một nhân vật được gia tộc bồi dưỡng, nếu cháu cứ tiếp tục áp chế như vậy, cháu nói xem, người lớn trong gia tộc người ta sẽ nghĩ thế nào? Trong giọng nói của Vương lão gia tử không che giấu sự mỉa mai với Dương gia. Vương Tử Quân cười cười mà không nói gì, hắn cảm thấy một áp lực rất lớn đang từ nơi phương trời xa ép đến. Vương Tử Quân trước mắt còn chưa từng nghĩ đến vấn đề rời khỏi huyện Lô Bắc, thật lòng thì hắn không muốn đi, cũng không hy vọng mình phải đi. Nhưng đối phương tự mình gọi điện thoại đến cho Vương lão gia tử, hoàn toàn có thể thấy đối phương cực kỳ kiên quyết, nhưng càng là như vậy thì Vương Tử Quân càng có ý chí phân cao thấp, tôi dựa vào cái gì để nghe theo lời chỉ huy của anh. Ông biết cháu không muốn đi, muốn ở lại phát triển huyện Lô Bắc, nhưng này Tử Quân, có đôi khi cháu không nên đặt mắt ở trên sân khấu hiện tại, cháu nếu cứ tiếp tục rông dài với Dương Quân Tài như vậy, dù có thể phát triển huyện Lô Bắc thì cháu vẫn là chủ tịch huyện, muốn trở thành bí thư cũng cần một thời gian nữa. Mà điều kiện của Dương gia để cháu rời khỏi huyện Lô Bắc là rất dày. Vương lão gia tử giống như đoán được suy nghĩ của Vương Tử Quân, lão cũng không chờ Vương Tử Quân giải thích mà lên tiếng. Chính trị chính là cùng nhau thỏa hiệp để đạt đến thắng lợi chung, Dương gia đã nói ra điều kiện, nó chẳng những có thể đền bù tổn thất của cháu, hơn nữa ông còn thấy đó là hướng phát triển cực kỳ có lợi cho cháu. Vương lão gia tử lên tiếng, lão dùng giọng thương lượng nói. Tỉnh Sơn Nam vì muốn trẻ hóa cán bộ nên mở một ban huấn luyện cán bộ thanh niên ở trường đảng tỉnh ủy, các cán bộ chịu huấn luyện đều là cấp xứ, cơ hội này rất khó có được. Ban huấn luyện cán bộ thanh niên, Vương Tử Quân thật sự cũng có nghe nói đến điều này, nghe nói rất khó có được danh sách, dù là thành phố An Dịch cũng chỉ có một người trong danh sách mà thôi. Vì tranh thủ danh sách này, nghe nói Trịnh Đông Phương và Lý Dật Phong đã vung tay phân cao thấp một lần. Dù danh sách này cuối cùng cũng rơi vào trong tay Trịnh Đông Phương. Thế nhưng hội nghị thường ủy thị ủy đã xác định sẽ chọn ra một cán bộ trong các ban ngành phòng ban của thành phố, còn các cán bộ thuộc quận huyện căn bản không có tư chất tranh đoạt. Lúc này Dương gia vì muốn Vương Tử Quân dọn chỗ cho Dương Quân Tài mà ném ra một danh sách như thế, thật sự đã đủ quan tâm. Khi Vương Tử Quân đang động tâm thì nghe Vương lão gia tử nói tiếp. Ông biết cháu thích khiêu chiến với những sự việc mới mẻ, bây giờ huyện Lô Bắc trên cơ bản đã được định hình. Cho dù cháu tiếp tục ở lại công tác thì cũng chỉ là một vài công tác hành chính cụ thể mà thôi, nếu ở lại lãng phí thời gian thì không bằng nhảy ra khỏi vũng nước, phóng ra bên ngoài mà phát triển. Đi ra ngoài cửa sổ nhìn thấy cả thế giới, thật sự tốt hơn rất nhiều so với tình huống đứng bên cửa sổ nhìn ra xa, mà cháu lại là người đặt nền móng cho sự phát triển kinh tế của huyện Lô Bắc, điều này khó thể tranh cãi. Sau khi tham gia huấn luyện ở trường đảng thì thế nào? Vương Tử Quân trầm ngâm một lát. Sau đó mới khẽ nói. Sau khi tham gia huấn luyện ở trường đảng thì hồ sơ của các cháu sẽ được phòng tổ chức tỉnh ủy quản lý đặc biệt, còn vấn đề phân phối thì cháu không cần lo lắng, bên kia đã đồng ý cho cháu đảm nhiệm vị trí bí thư một quận huyện ở thành phố An Dịch. Nhưng ông cảm thấy dù bọn họ không cho phép thì cháu cũng sẽ trở thành bí thư mà thôi. Dù sao thì tỉnh Sơn Nam bồi dưỡng đám cán bộ trẻ tuổi như các cháu cũng là vì muốn tạo ra một điểm bật, cho các cháu gánh vác trọng trách của tỉnh Sơn Nam. Vương Tử Quân nghe những lời giảng giải rõ ràng hợp lý của Vương lão gia tử mà thở ra một hơi, hắn biết rõ ông mình nói rất đúng, con đường ông mình chọn ra cũng không có bất kỳ sai lầm nào, nhưng không biết vì sao mà trong lòng hắn lại tràn đầy cảm giác không cam lòng. Không cam lòng cũng phải làm, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân cuối cùng cũng khẽ gật đầu, xem như đồng ý yêu cầu của Dương gia. Đúng rồi, Tử Quân, cháu cũng đã đủ độ tuổi rồi, lãnh đạo cũ của ông cũng đã gọi điện thoại đến. Nói rằng Mạc Tiểu Bắc rất hài lòng về cháu, thế cho nên cảm thấy đã đến lúc cháu kết hôn rồi. Ông đã xem xét, không bằng 2 tháng sau chọn một ngày lành cho 2 đứa làm lễ cưới. Kết hôn. Tuy trong lòng Vương Tử Quân đã tiếp nhận cuộc hôn nhân này thế nhưng vẫn còn chưa có chuẩn bị tâm lý thành hôn với Mạc Tiểu Bắc, nhưng hắn còn chưa kịp phát biểu ý kiến thì Vương lão gia tử ở bên kia đã cúp máy. Vương Tử Quân khẽ đốt một điếu thuốc, trong lòng thật sự rất cảm khái, hắn biết rõ từ lúc mình mở miệng đồng ý. Người ta tuy vẫn coi mình là chủ tịch huyện Lô Bắc, thế nhưng sự vật ở huyện Lô Bắc đã dần dần rời xa chính mình. Vương Tử Quân thật sự có chút không nỡ khi rời xa huyện Lô Bắc, thế nhưng hắn muốn con đường phát triển của mình ngày càng cao và xa hơn,
như vậy cũng chỉ có thể cam lòng vì chút ích lợi trước mắt mà rời khỏi huyện Lô Bắc. Chưa nói đến những thứ khác, có danh sách trong đám cán bộ huấn luyện cấp tỉnh cũng rất có giá trị, đừng nói là sau khi huấn luyện sẽ được sắp xếp cho một vị trí bí thư quận huyện. Khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm thì Trịnh Đông Phương cũng đang chậm rãi đi lại trong phòng làm việc của mình, lúc này lão có chút nóng vội, nhưng dù nóng vội thì lão cũng phải chờ, vì dù sao chuyện này cũng cực kỳ quan trọng đối với lão. Trịnh Đông Phương là cán bộ cấp phó bộ nhưng còn chưa tiến vào thường ủy tỉnh ủy, điều này làm cho lão cảm thấy cực kỳ không nỡ. Bây giờ đã có người đề xuất, chỉ cần để cho Vương Tử Quân rời khỏi huyện Lô Bắc, sẽ giúp hắn thúc đẩy quá trình tiến vào thường ủy tỉnh ủy. Tuy Trịnh Đông Phương rất có lòng tin đối với chuyện mình tiến vào thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng nếu có được sự thúc đẩy của nhân vật hùng mạnh kia, lão sẽ không đơn giản bỏ qua. Phải biết rằng tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra trong quan trường, bây giờ sự việc động chạm đến lợi ích cá nhân, lão sao không cam lòng tìm thêm cho mình chút cơ hội. Nhưng Trịnh Đông Phương lại cảm thấy khó xử vì sự kiện ép Vương Tử Quân rời khỏi huyện Lô Bắc, sau khi trầm ngâm, Trịnh Đông Phương chỉ có thể cho ra một ý kiến. Đó chính là sự việc này phải được bản thân Vương Tử Quân đồng ý mới được. Bí thư thị ủy nếu muốn điều chỉnh một vị trí chủ tịch huyện thì rất ít khi trưng cầu ý kiến, mà Trịnh Đông Phương làm như vậy rõ ràng là cực kỳ tôn trọng Vương Tử Quân. Dù hạ quyết tâm nhưng trong lòng Trịnh Đông Phương vẫn có chút lo lắng được mất, dù sao chuyện này cũng liên quan đến tương lai của lão. Cũng có không ít người đang lo lắng được mất giống như Trịnh Đông Phương, ít nhất thì Dương Quân Tài cũng chính là một trong số đó. Hắn ngồi trong một gian phòng trong tòa nhà cao nhất thành phố Sơn Viên, hắn cảm thấy tâm tình của mình rối loạn như ma, đứng ngồi không yên. Đối diện với hắn là một người đàn ông trung niên có gương mặt khá giống hắn, nhưng trên người lại bùng ra cảm giác uy nghiêm khí thế, người này đang khẽ uống trà. Trà ngon, mà người châm trà cũng là nhân vật quyền cao chức trọng ở tỉnh Sơn Nam, là Tề Chính Hồng Nhất Ngôn Cửu Đình. Lúc này hắn đang cầm ấm trà tử sa cho một tên thanh niên châm nước nóng vào. Hắn rõ ràng rất nhanh tay lẹ mắt và quen thuộc, thật sự giống như trước kia là nghệ nhân pha trà vậy. Chính Hồng, đã nhiều ngày không được uống trà cậu pha, xem ra công phu pha trà vẫn chưa giảm. Người đàn ông trung niên nhìn những biểu hiện của Tề Chính Hồng nhưng cũng không quá quan tâm, lão chỉ mỉm cười nói với Tề Chính Hồng. Trước mặt người đàn ông trung niên này thì Tề Chính Hồng không còn khí phách như bình thường, hắn tỏ ra rất khiêm tốn, hắn nói. Cảm ơn bí thư khen ngợi. Công phu pha trà của tôi lúc này đang dần giảm sút, bây giờ mỗi ngày đi làm đều bận rộn tối mắt, nào có thời gian nhàn hạ thoải mái để thưởng thức trà. Đến khi khát nước thì chỉ uống như trâu mà thôi. Tề Chính Hồng tự giễu chính mình làm cho người đàn ông trung niên kia cười lên ha hả, sau khi đặt ly trà xuống thì người đàn ông trung niên tiếp tục nói về văn hóa trà với Tề Chính Hồng. Chính Hồng, công tác không thể nào làm xong ngày một ngày hai, chúng ta cần phải chú ý đến chuyện kết hợp nghỉ ngơi. Một người có sức khỏe tốt mới có thể đảm bảo hoàn thành công tác, tôi cũng không hy vọng cậu từ một con hổ dũng mãnh biến thành mèo bệnh ở tỉnh Sơn Nam. Sao có thể như vậy được? Cơ thể này tuy so ra có vẻ kém hơn ngài một chút, thế nhưng người bình thường cũng khó thể nào so sánh được với tôi. Tề Chính Hồng nói, hắn siết chặt hai nắm tay, điều này làm cho người đàn ông trung niên kia nở nụ cười. Bố, Vương Tử Quân sẽ đồng ý sao? Dương Quân Tài dù đối mặt với người đàn ông trung niên kia thì cảm thấy rất sợ hãi, thế nhưng hắn thật sự khó thể tiếp thu nghi vấn trong lòng, hắn không thể chờ đợi được mà muốn biết kết quả. Có thể để cho Dương Quân Tài gọi là bố một cách cực kỳ quy củ, trên khắp thiên hạ này chỉ có một người, đó chính là vị bí thư tiền nhiệm của tỉnh Sơn Nam, bây giờ phó phòng thường vụ phòng tổ chức trung ương, đồng chí Dương Độ Lục. Dương Độ Lục đến tỉnh Sơn Nam, nếu như đến với thân phận và địa vị hiện tại thì tuyệt đối là một tin tức kinh người. Thế nhưng lần này lão đến rất kín đáo, cũng không làm kinh động bất kỳ ai. Dương Độ Lục nhìn gương mặt không thể nào kìm nén được của Dương Quân Tài, lão trừng mắt uy nghiêm rồi nói. Con mình không bằng con người ta, tất nhiên kẻ làm cha sẽ là người vất vả. Dương Độ Lục có thể thừa nhận Dương Quân Tài không bằng Vương Tử Quân, nhưng Tề Chính Hồng là một vị thủ hạ thì không thể nói như vậy, thế là Tề Chính Hồng cười ha hả nói. Bí thư Dương, ngài nói như vậy cũng không đúng. Nếu nói về bản lĩnh thì Quân Tài thật sự không thể kém con cháu của Vương gia, chỉ là đến huyện Lô Bắc hơi muộn, thế cho nên mới rơi vào tình huống khó khăn, coi như thiếu chút may mắn. Tôi thừa nhận nó đến muộn nhưng lại cảm thấy câu nói thiếu may mắn là không đúng. Dương Độ Lục khẽ ngẩng đầu dùng giọng uy nghiêm nói. Vận may là thứ hư vô mờ mịt, nếu đổ tất cả sự việc lên đầu vận may, như vậy chỉ có thể là lừa mình dối người. Vẻ mặt Dương Quân Tài chợt trở nên đỏ bừng.
mà Tề Chính Hồng lúc này cũng không biết nói sao cho phải, hắn biết rõ tính nết của Dương Độ Lục, vì vậy cũng không tiếp tục lên tiếng. Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, Tề Chính Hồng nhìn thoáng qua số điện thoại, sau đó nghe máy. Hắn chỉ nói một câu, tôi là Tề Chính Hồng, chợt nghe thấy bên kia lên tiếng, nhưng chỉ một lát sau hắn đã cúp điện thoại, nụ cười trên mặt càng tươi sáng. Bí thư Dương, bên kia đã đồng ý. Tề Chính Hồng biết Dương Độ Lục đến tỉnh Sơn Nam chủ yếu là vì chuyện của Dương Quân Tài, vì thế sau khi nhận được tin tức thì nhanh chóng báo tin vui với Dương Độ Lục. Vẻ mặt Dương Độ Lục cũng không có gì thay đổi, thế là tạo nên một đối lập rất rõ ràng với vẻ vui mừng trên mặt Dương Quân Tài. Dù Dương Quân Tài rất sợ bố mình, thế nhưng hắn không thể nào không mừng ra mặt, vì hắn bị Vương Tử Quân áp chế ở huyện Lô Bắc đã quá lâu, đã làm hắn cảm thấy cơ thể sắp mốc meo, tên khốn kia như một tảng đá ngàn cân ép lên tim mình, bây giờ thì đã khác, hắn đã sắp được giải thoát. Công tác của mình mỗi ngày đều bị người ta sắp xếp sẵn, điều này làm cho Dương Quân Tài thật sự cảm thấy rất ngột ngạt, hắn biết rõ sau khi hoàn thành sự việc sẽ có công lao của mình. Thế nhưng đó không phải là một tình cảnh làm cho người ta cảm thấy vui sướng. Đồng ý nhanh như vậy sao? Xem ra tôi đã coi thường cậu ta rồi. Dương Độ Lục trầm ngâm một lát rồi dùng giọng âm u nói. Tề Chính Hồng hiểu rõ ý nghĩ của Dương Độ Lục, Vương Tử Quân là người biến tiến thối, biết nguyên tắc, không tranh đấu nhất thời, không cố gắng níu kéo, những cán bộ trẻ tuổi như vậy là thật sự đáng quý. Nếu Vương Tử Quân là một kẻ có thủ đoạn nhưng không có ánh mắt nhìn đại cục, cho dù hắn có thể phát triển tức thời thì cũng không được Dương Độ Lục coi trọng. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân nhanh chóng rút lui, điều này làm cho một kẻ giỏi tâm kế như Dương Độ Lục cũng phải thay đổi cách nhìn. Dương Quân Tài chưa từng thấy bố mình là người mắt cao hơn đầu tán thưởng một kẻ có cùng độ tuổi với mình như thế, vậy nên trong lòng có chút ghen ghét nhưng không dám lên tiếng. Hơn nữa đối phương đã nhiều lần ép mình thiệt hại nặng nề, chính mình còn gì để nói nữa chứ? Quân Tài, Vương Tử Quân sẽ phải đến trường đảng tỉnh ủy học tập nửa năm, con nên làm tốt quan hệ với cậu ấy, vì hai bên đều là cán bộ trẻ, có chính kiến khác nhau trên vài công tác chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không có thù hận gì lớn. Con nhớ kỹ cho bố, oan gia nên giải không nên kết. Dương Độ Lục nhìn Dương Quân Tài rồi tiếp tục trầm giọng nói. Bố, con biết rồi ạ. Dương Quân Tài khẽ đáp lời. Hai ngày nữa cậu ấy sẽ phải đi, con cần phải tiễn chân cậu ấy cho tốt. Vương Tử Quân dù có cao nhân chỉ điểm sau lưng hay bản thân cậu ấy là cao nhân, con cùng công tác với một người như vậy thì chỉ có lợi mà không có hại. Dương Độ Lục hiểu rất rõ những ý nghĩ gian xảo trong bụng Dương Quân Tài, vì thế sau khi Dương Quân Tài đồng ý thì lão tiếp tục trầm giọng nói. Dương Quân Tài khúm núm đồng ý một tiếng, nhưng trong lòng hắn cảm thấy rất ngột ngạt, nhưng ngột ngạt thì thế nào? Bố đã lên tiếng phân phó, mình có thể không làm sao? Quân Tài! Con đã đi đến huyện Lô Bắc một thời gian dài như vậy, có vị trí bí thư huyện ủy, lại được nhóm người của chú Tề trợ giúp, cớ sao lại rơi vào tình trạng như vậy. Dương Độ Lục tuy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thế nhưng dù sao cũng là máu mủ tình thâm, cũng không thể nào xóa bỏ đi được, dù sao đối phương cũng là con trai của lão, sau khi dạy bảo vài câu thì dùng giọng nhẹ nhàng hỏi. Dương Quân Tài thật sự không phải chỉ một lần nghĩ đến câu hỏi này của Dương Độ Lục, nhưng hắn dù nghĩ thế nào cũng khó thể cho ra kết luận. Lúc này nghe thấy Dương Độ Lục lên tiếng hỏi, hắn cũng không dám nói bậy, chỉ có thể thành thật trả lời. Con cũng đã nghĩ qua vấn đề này, thế nhưng mãi đến bây giờ còn chưa thể tìm hiểu rõ ràng. Không phải con nghĩ mãi mà không rõ, thực chất chính là không dám trực tiếp nhìn vào vấn đề của bản thân mà thôi. Dương Độ Lục khẽ cười, hắn đứng lên khỏi ghế salon. Là một bí thư huyện ủy, là một lãnh đạo đứng đầu thì con chủ yếu phải nắm giữ nhân sự, nhưng nắm nhân sự cũng không đơn giản. Khi con nắm nhân sự phải dựng lên uy tín của mình. Ví dụ như Vương Tử Quân, lúc bắt đầu hắn được điều đến huyện Lô Bắc làm cán bộ tạm quyền, nhưng chỉ thông qua một nhà máy in, một con đường An Lô, thông qua khu quy hoạch mà từng bước dựng nên uy tín. Hắn đã làm cho tất cả cán bộ huyện Lô Bắc thấy được hình ảnh một vị lãnh đạo chịu khó công tác, có khả năng, tất nhiên đám cán bộ đứng sang giúp đỡ sẽ là ngày càng đông. Dương Độ Lục rõ ràng đã nghiên cứu không ít về Vương Tử Quân. Lúc này mở miệng đã nói ra những nguyên nhân chủ yếu để Vương Tử Quân phát triển hùng mạnh ở huyện Lô Bắc. Còn con thì sao, con ngoài việc đến huyện Lô Bắc tranh giành quyền lợi thì làm được gì? Bố nói cho con biết, nếu con muốn đi xa hơn thì nhất định phải có chí lớn, phải làm đại sự, chỉ có làm những công tác thực chất, có được thành tích rõ ràng thì mới xem như là phát triển, mới có thực lực lên tiếng, mới chèo chống con thuyền của mình tiến xa hơn. Giọng điệu của Dương Độ Lục có chút run rẩy.
rõ ràng vị cán bộ lãnh đạo là phó phòng thường vụ phòng tổ chức trung ương bây giờ chỉ hận con mình rèn sắt không thành thép. Phải có chí lớn, phải làm đại sự, Dương Quân Tài nhìn bộ dạng tức giận của bố mình, chỉ sau khoảnh khắc đã ghi tạc hai câu nói kia vào trong lòng. Hắn nghĩ đến sự uy phong của Vương Tử Quân ở huyện Lô Bắc, từ tận đáy lòng bùng lên ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Bây giờ huyện Lô Bắc không còn Vương Tử Quân, hắn muốn để cho đám người huyện Lô Bắc thấy rõ ràng, Dương Quân Tài hắn cũng không phải kẻ hèn nhát, hắn muốn cho tất cả mọi người biết mình cũng có thể làm đại sự. Vì sao trước đó Dương Quân Tài cực kỳ cường thế nhưng không thể vùng lên? Đó là bởi vì Vương Tử Quân thật sự còn hùng mạnh và cường thế hơn, đến nỗi chính Dương Quân Tài cũng xem khoảng thời gian qua giống như rác thải, dù hắn đã rất cố gắng nhưng tất cả chỉ là một đống bừa bộn rối loạn mà thôi. Vương Tử Quân thoát ly công tác lên trường đảng học tập, tin tức này truyền khắp huyện Lô Bắc, người truyền tin tất nhiên cũng biết tầm quan trọng của khóa học này. Vì thế đám người bàn luận với nhau, đại đa số đều tỏ ra cực kỳ hâm mộ. Ban huấn luyện lần này chính là thí điểm cải cách trẻ hóa cán bộ của tỉnh Sơn Nam, các vị cán bộ trẻ tuổi đi học tập lần này sẽ là thế hệ lãnh đạo tương lai của tỉnh. Thành phố An Dịch chỉ có một chỉ tiêu, Vương Tử Quân lại cướp chỉ tiêu này vào trong tay, thế cho nên đủ mọi loại tin đồn vang lên và truyền đi khắp huyện Lô Bắc. Hai ngày qua số người đến phòng làm việc của Vương Tử Quân thật sự quá đông, có người đến thăm, đến mời cơm, hầu như là liên tục không dứt làm cho hắn cảm thấy thật sự phiền não. Nhưng đó là tình cảm của mọi người, hắn cũng không thể không đối phó. Chủ tịch Vương, sự việc đã sắp xếp xong. Tôn Hạ Châu đã là phó bí thư kiêm phó chủ nhiệm của khu quy hoạch huyện Lô Bắc, lúc này hắn gõ cửa đi vào dùng giọng cung kính nói. Tôn Hạ Châu cảm thấy có chút thất lạc vì tình huống Vương Tử Quân thoát ly cương vị đến tỉnh thành học tập, tuy hắn bây giờ đã là lãnh đạo xếp hàng thứ ba của khu quy hoạch, thế nhưng Vương Tử Quân rời đi cũng làm hắn sinh ra cảm giác trống rỗng. Hắn là người đi theo chủ tịch Vương từ rất lâu, hắn đã tạo ra cho mình thói quen công tác dưới ánh mắt tuyệt vời của lãnh đạo. Khi Vương Tử Quân còn ở huyện Lô Bắc, dù Tôn Hạ Châu biết mình hoàn toàn có thể dựa vào cái ô này để che nắng che mưa thế nhưng lại không có nhiều cảm nhận khác biệt. Bây giờ Vương Tử Quân sắp rời khỏi huyện Lô Bắc, loại cảm giác không nỡ này đột nhiên trở nên rất chân thật. Nửa năm trôi qua, có rất nhiều chuyện xảy ra, tuy Tôn Hạ Châu là phó bí thư kiêm phó chủ nhiệm khu quy hoạch, thế nhưng hắn là tâm phúc của Vương Tử Quân, sau khi Vương Tử Quân rời đi thì hắn sẽ thế nào? Hắn thật sự khó thể nắm chắc được, khó thể biết trước. Vương Tử Quân đối mặt với ánh mắt phức tạp của Tôn Hạ Châu, hắn hiểu cảm nhận của Tôn Hạ Châu vào lúc này, nhưng hắn cũng không có lời nào để nói. Với chức vị hiện tại của Tôn Hạ Châu, nếu Vương Tử Quân tình nguyện thì hoàn toàn có thể được đề bạt, để cho đối phương trở thành chủ nhiệm khu quy hoạch. Nhưng Vương Tử Quân không làm như vậy, hắn cảm thấy đó là một chuyện cực kỳ tốt nhưng quá nuông chiều sẽ chỉ tạo nên tình huống xấu, người ta sẽ đi theo một xu hướng phát triển cực đoan. Đường của mình do chính mình tạo ra, mình và Tôn Hạ Châu tuy rất thân cận với nhau, nhưng mình cũng không thể nào tạo ra con đường cho đối phương. Nếu Tôn Hạ Châu muốn đi được xa hơn thì phải tiếp tục lăn lộn dưới cơ sở, phải vùng vẫy trong đủ mọi áp lực mới xong. Vương Tử Quân nhìn sắc trời, hắn đặt bút trong tay xuống nói. Đã sắp đặt tốt thì chúng ta đi, cũng không thể để cho mọi người chờ đợi được. Khi thấy Vương Tử Quân đứng lên thì Tôn Hạ Châu đi đến xách cặp cho lãnh đạo theo thói quen, sau đó theo sát Vương Tử Quân đi ra ngoài cửa. Vương Tử Quân cũng rất quen thuộc với động tác của Tôn Hạ Châu, giống như lúc hắn vừa mới đến huyện Lô Bắc vậy. Thời gian thấm thoát trôi qua, trong lòng Vương Tử Quân không khỏi dâng lên rất nhiều hương vị, hắn ngồi trên xe trầm mặc không nói một lời, xe nhanh chóng chạy về phía Giáp Ngư Thôn, tốc độ khá nhanh. Giáp Ngư Thôn vẫn lấp lánh ánh đèn, xe đến xe đi, cảnh tượng rất náo nhiệt. Nơi này không khác gì trước kia nhưng người quen thuộc thì vẫn cảm thấy có chút khác biệt. Đầu tiên là những tiểu thư tiếp tân ngoài cổng được thay thế bằng ông chủ Lưu Mập, lúc này Lưu Mập tuy vẫn cười. Thế nhưng hắn mắt liên tục nhìn về phương xa lại biểu hiện trạng thái mất hồn mất vía. Sau đó là các vị khách đến đặt phòng, các nhân viên của Giáp Ngư Thôn bình thường đều rất nhiệt tình chào đón khách hàng, bây giờ lại đẩy khách ra bên ngoài, thậm chí còn chủ động giới thiệu khách đến những địa phương khác, thậm chí là đối thủ cạnh tranh của mình. Biến hóa không ngờ này làm cho không ít người cảm thấy hiếu kỳ, bọn họ tuy không đi vào nhưng lại đứng bên ngoài thì xem Lưu Mập cuối cùng đang chờ đón ai. Trưởng phòng Lý đến. Hèn gì Lưu Mập không như vậy. Một người đàn ông hơn 20 tuổi đeo kính từ trên xe bước xuống, chính là Lý Cẩm Hồ, gương mặt tràn đầy vẻ sùng kính. Trưởng phòng Lý không phải chưa từng đến Giáp Ngư Thôn, cũng chưa từng thấy Lưu Mập làm như vậy. Anh nhìn chiếc xe kia xem, nếu tôi không nhìn lầm,
hình như đó là xe của Bí thư Đỗ và Chủ tịch Tiếu. Một người bạn đứng bên cạnh chỉ vào Đỗ Tự Cường và Tiếu Tử Đông đang bước xuống từ một chiếc xe Santana rồi nói. Nhưng người này còn chưa nói xong thì lại một chiếc xe dừng lại, người bước xuống xe chính là Phó Bí thư Huyện ủy Tôn Quốc Lương và Tả Minh Phương. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ thật sự mở hội nghị thường ủy sao? Nhiều lãnh đạo như vậy tập trung ở Giáp Ngư Thôn, chẳng lẽ? Tên đàn ông đeo kính lên tiếng, sau đó kéo xe đạp của mình đi rồi nói với người bạn. Các vị lãnh đạo lớn đều tập trung ở đây, hôm nay chúng ta đổi địa điểm dùng cơm, nếu không chờ một lát nữa để cho lãnh đạo thấy mặt, sợ rằng ăn bữa cơm cũng không yên tĩnh, như vậy cũng không đáng. Tên đồng bạn liên tục gật đầu xưng vâng, nhưng khi hai người chuẩn bị bỏ đi thì một chiếc Santana chậm rãi dừng lại, tuy cửa xe còn chưa mở ra, thế nhưng tên đàn ông đeo kính đã đoán được người ngồi trong xe là ai. Chủ tịch Phương, hèn gì các vị thường ủy đều chạy đến Giáp Ngư Thôn. Xem ra các vị lãnh đạo đến đây để tiễn chân Chủ tịch Phương. Tên đàn ông đeo kính rất nhanh nhạy tin tức, hắn nhìn chiếc Santana chậm rãi dừng lại và âm thanh có hơi run. Tên đồng bạn cũng dừng lại, cũng nhìn về phía cổng Giáp Ngư Thôn. Lúc này Vương Tử Quân đang mỉm cười bắt tay Lưu Mập, sau đó đi vào bên trong, nhưng khoảng thời gian 2 phút này giống như được tên đàn ông đeo kính ghi khắc vào lòng mình. Chủ tịch Phương ra đi, thật sự đáng tiếc. Tên đàn ông đeo kính cảm khái một tiếng. Sau đó kéo người bạn đi về phía đối diện với quán Giáp Ngư Thôn. Chương 320 Dương Buồm ra biển cả. Đã là đầu đông, gió bắc thổi ào ào, không khí tràn đầy vẻ quạnh quẽ và lạnh lẽo, khí lạnh như ép vào tận khung xương. Đột nhiên bầu trời tối sầm xuống, mây đen áp xuống rất thấp, thấp đến mức hầu như có thể ép lên người. Vương Tử Quân chợt cảm thấy có chút thương cảm, hắn thật sự cảm thấy rất quyến luyện với huyện Lô Bắc, nơi mà mình đã phấn đấu khá nhiều. Trong một gian phòng lớn nhất ở Giáp Ngư Thôn, đám người Tôn Quốc Lương, Đỗ Tự Cường, Tả Minh Phương, Tiếu Tử Đông, Lý Cẩm Hồ, Hàn Minh Khải, Tân Quân Tắc đều đang chờ đợi sẵn. Thức ăn hôm nay rất phong phú, hơn nữa các món đều do chính tay Lưu Mập dâng lên. Tiếu Tử Đông nở nụ cười trêu ghẹo. Ông chủ Lưu, anh xem, anh kinh doanh không phải chỉ là tốt bình thường, phải là cực kỳ tốt, ngay cả ông chủ cũng phải biến thành nhân viên phục vụ. Lưu Mập tuy có chút đắc ý nhưng lại cung kính nói. Lãnh đạo Tiếu không biết đấy thôi, nhân viên phục vụ của quán đều có bản lĩnh đặc thù, đó chính là các vị lãnh đạo có uy tín và danh dự đến quán dùng cơm, bọn họ sẽ nhớ rất kỹ rồi thông báo cho nhà bếp. Khi đó đầu bếp sẽ đích thân chiên xào nấu nướng, làm ra những món mà lãnh đạo thích, những trình tự sau đó cũng không thể thiếu, thế cho nên tôi mới phải dâng chén đũa lên cho các ngài. Lưu Mập nói dù có vẻ nửa thật nửa giả nhưng Tiếu Tử Đông cũng không khỏi thầm cảm thán, Lưu Mập này kinh doanh quá tốt, không thể không liên quan đến tư tưởng kinh doanh tốt đẹp. Khi Vương Tử Quân đi vào trong phòng thì chư vị lãnh đạo đang chờ đón đều phải đứng lên đón chào. Vương Tử Quân nhìn những gương mặt tràn đầy nụ cười trước mắt, hắn tuy hiểu không phải tất cả đều cùng chung chí hướng với mình, nhưng ít nhất thì phương diện biểu hiện vẫn rất tốt. Vì thái độ chào đón của mọi người, hắn cũng tình nguyện nở nụ cười. Chủ tịch Phương, ly rượu này tôi đại biểu cho các vị đồng sự ở huyện Lô Bắc chúc anh bay xa vạn dặm. Đỗ Tự Cường nâng ly rượu lên trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng nâng ly cùng với các thành viên ban ngành huyện Lô Bắc, sau đó hắn uống một hơi cạn sạch. Có Đỗ Tự Cường mở đầu, Tôn Quốc Lương và Tả Minh Phương cũng bắt đầu mời rượu Vương Tử Quân. Trên bàn rượu tất nhiên sẽ không thiếu trình tự mời rượu, khi từng ly rượu được rót vào bụng thì bầu không khí có chút trầm trọng đã trở nên sinh động hơn. Dù là hai người trước nay không dễ đối phó là Tôn Quốc Lương và Hàn Minh Khải cũng nâng ly rượu lên xưng huynh gọi đệ. Tử Đông, anh thật sự không suy xét gì sao? Dựa theo tử lượng dĩ vãng thì lúc này Vương Tử Quân đáng lý phải say mới đúng, nhưng không biết vì sao dù đầu óc có chút choáng váng nhưng ý thức lại rất tỉnh táo. Sau khi uống cạn một ly với Tiếu Tử Đông thì Vương Tử Quân khẽ lên tiếng hỏi. Tiếu Tử Đông có tử lượng khá tốt, nhưng lúc này hắn lại có vài phần men say. Hắn nâng ly cùng với Vương Tử Quân rồi nói. Chủ tịch Vương, anh không cần phải khuyên tôi sẽ không rời khỏi huyện Lô Bắc. Anh đi thì dù sao cũng phải có người ở lại giữ nhà chứ. Nếu không thì những gì anh đã khổ sở làm cho nhân dân huyện Lô Bắc sẽ bị người ta phá hỏng mất. Sau khi xác định chính mình sẽ không thể nào quay lại huyện Lô Bắc, Vương Tử Quân bắt đầu sắp xếp cho nhóm người Đỗ Tự Cường, Tiếu Tử Đông. Vì Trình Vạn Thọ và các trường lễ chỉ mong sao hắn đi cho nhanh. Thế cho nên trên cơ bản sẽ đáp ứng tất cả những yêu cầu của hắn, tuyệt đối không từ chối. Tiếu Tử Đông sẽ là phó thư ký trưởng của văn phòng khối chính quyền thành phố An Dịch,
sắp xếp như vậy đối với tình huống hiện tại của Tiếu Tử Đông cũng coi như là đề bạt. Tuy khối chính quyền thành phố có 7-8 vị phó thư ký trưởng, thế nhưng những vị phó thư ký trưởng này chỉ cần đưa xuống tuyến dưới rèn luyện thì cũng phải là chủ tịch huyện, thậm chí rất có thể trực tiếp nhận chức bí thư huyện ủy. Nhưng đối mặt với lời đề nghị của Vương Tử Quân thì Tiếu Tử Đông vẫn từ chối không chút nghĩ ngợi, hắn là người dù chết cũng không buông, bây giờ có sẵn lực lượng của Vương Tử Quân, tất nhiên hắn sẽ muốn dong thuyền ra biển cả. Vương Tử Quân nhìn gương mặt quật cường có mang theo chút kiên trì của Tiếu Tử Đông, hắn không nói gì thêm, chỉ nâng ly khẽ cùng với Tiếu Tử Đông. Ha ha ha, Chủ tịch Tử Quân, các anh tổ chức tiệc mừng trong này sao không nói với tôi một tiếng? Dương Quân Tài cầm một chai rượu đỏ mỉm cười đi đến, sau lưng hắn là Lưu Truyền Pháp cũng với nụ cười rạng rỡ. Tuy nụ cười trên mặt Lưu Truyền Pháp rất sáng lạn, thế nhưng Vương Tử Quân có thể cảm nhận được người này ngoài cười trong không, thật sự còn khó coi hơn so với khóc. Vương Tử Quân cũng không có tâm tư ứng phó với Dương Quân Tài, hắn nâng ly trong tay lên nói. Bí thư Dương, mỗi ngày ngài bận rộn nhiều việc, tôi nào dám làm ảnh hưởng đến ngài. Ha ha ha, Chủ tịch Tử Quân, anh cứ khách khí. Nói thật nhé, tôi cũng không nỡ để anh ra đi, nhưng anh là người tương lai tươi sáng, tôi cũng không thể nào cản trở con đường phát triển của anh được. Tôi đây chúc anh tương lai như gấm, nếu có thời gian thì nên về huyện Lô Bắc thăm thú một chút. Dương Quân Tài duỗi tay, hắn cầm lấy ly rượu đưa lên không trung. Vương Tử Quân cũng nâng ly rượu trong tay lên, hai chiếc ly thủy tinh khẽ cùng với nhau phát ra tiếng giòn tan. Chủ tịch Vương, anh cứ yên tâm, chỉ cần ban ngành huyện ủy Lô Bắc đoàn kết một lòng, chăm lo xử lý công tác chung, tôi tin tưởng tương lai của huyện Lô Bắc chắc chắn sẽ cực kỳ tốt đẹp. Dương Quân Tài uống cạn ly rượu rồi dùng giọng thỏa thuê mãn nguyện nói. Xe của Vương Tử Quân chậm rãi chạy đến cổng trường đảng tỉnh ủy, đập vào mắt hắn là bốn chữ thật sự cầu thị rất lớn, trong trường là những ngôi nhà cao tầng, ban công thấp thoáng, cỏ hoa tươi tốt. Dù là đầu mùa đông rét lạnh nhưng vẫn có nước chảy róc rách, cây cối xanh tươi, gió khẽ thổi qua như mùa xuân đến, khung cảnh đẹp đẽ làm cho người ta giống như tiến vào trong tiên cảnh. Trường đảng tỉnh ủy ở phía bắc thành phố Sơn Viên, nếu nói một cách chỉnh thể thì nó thể hiện sự khoáng đạt và thô kệch của phong cách kiến trúc phương Bắc. Nhưng nếu xem xét một cách chi tiết, nó cũng không thiếu nét tinh xảo xinh đẹp của phong cách phương Nam. Vương Tử Quân đưa mắt đánh giá chung quanh, trong lòng thầm cảm khái, bầu không khí của trường đảng làm cho hắn sinh ra một ý nghĩ khác lạ, chẳng lẽ quan uy của các vị lãnh đạo đều được hun đúc ra từ những môi trường thế này. Vương Tử Quân nhìn địa phương mà mình phải sống và học tập nửa năm tới, nụ cười chợt xuất hiện trên khóe miệng. Dù hắn cảm thấy rất tiếc nuối với những gì đã làm ở huyện Lô Bắc, thế nhưng đời người nào có được như những gì mình toan tính. Chủ tịch Vương, tôi đi báo danh cho anh. Thái Thần Bân xuống xe, hắn nhìn về phía địa điểm tiếp nhận báo danh rồi khẽ nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, tuy công tác báo danh đều yêu cầu lãnh đạo tự đi, nhưng thực tế thì người đến thường là thư ký hoặc lái xe. Vương Tử Quân dù không tán thành hành vi này, thế nhưng hắn cũng không muốn mình là người lập dị. Hắn đã tham chính được vài năm, hắn càng ngày càng phát hiện ra một vấn đề. Đó là nhiều khi đi theo dòng người sẽ không bị đánh, những lời này là rất đúng. Lúc này đến trường đảng tỉnh ủy học tập, dựa theo sắp xếp của đám người Thiếu Tử Đông thì phải là Tằng Việt Vũ và Thái Thần Bân cùng đi tiễn mình, nhưng Vương Tử Quân muốn đơn giản cũng không để cho Tằng Việt Vũ đi theo, chỉ đưa theo Thái Thần Bân mà thôi. Thư ký Tằng Việt Vũ đi theo Vương Tử Quân thời gian quá ngắn, cũng có chút lơ là, Vương Tử Quân ghét nhất là loại người ngã theo chiều gió và chỉ thích nịnh nọt, vì thế trong lòng có chút phản cảm với viên thư ký của mình. Vương Tử Quân hút xong một điếu thuốc, Thái Thần Bân đã lấy ra một bộ sách và vài thứ đồ dùng cuộc sống. Một cái vại sứ và một chậu sứ trắng liên tục va chạm vào nhau theo bước chân của Thái Thần Bân, phát ra những âm thanh trong trẻo. Chủ tịch Vương, anh được phân đến phòng 201. Thái Thần Bân đưa một bản thông báo về việc sắp xếp ký túc xá và thời khóa biểu cho Vương Tử Quân, sau đó khẽ nói. Trường đảng yêu cầu học tập và sinh hoạt khép kín, yêu cầu tất cả học viên phải ở lại trong trường. Nhưng đến đây học tập thường là các vị cán bộ lãnh đạo, thế cho nên dù có yêu cầu như thế nhưng việc áp dụng lại không quá nghiêm khắc. Đi, chúng ta đến xem ký túc xá. Vương Tử Quân nhận lấy những vật phẩm trong tay Thái Thần Bân rồi vừa cười vừa nói. Hai người một trước một sau đi về phía ký túc xá, dùng thông báo trong tay để nhận chìa khóa phòng, sau đó đến mở cửa phòng 201. Đây là một gian phòng hướng về phía mặt trời, có giường, có một bộ ghế salon và một cái bàn. Còn có buồng vệ sinh, có vẻ đầy đủ tiện nghi thế nhưng lại bùng lên đầy đủ hương vị.
Nhưng phòng 201 này cũng không phải chỉ dành riêng cho Vương Tử Quân, có hai chiếc giường chứng tỏ nơi đây có hai chủ nhân. Thái Thần Bân đặt những món đồ trong tay mình xuống, hắn dùng giọng đề nghị nói. Chủ tịch Vương, chúng ta ra ngoài ở thôi, khi đi chủ tịch Tiếu đã đưa cho tôi một khoản tiền. Cứ ở trong phòng này, nơi đây cũng rất tốt. Vương Tử Quân nhìn khắp gian phòng rồi đưa tay cản Thái Thần Bân, có thể thấy mỗi ngày đều có người quét dọn ký túc xá, căn bản không cần hai người ra tay dọn dẹp. Nhưng bọn họ cần phải sắp xếp lại những vật phẩm của mình, vì Vương Tử Quân sẽ phải sống ở đây nửa năm, thế cho nên cần có sự chuẩn bị kỹ càng. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, khi Thái Thần Bân ra mở cửa thì một người đàn ông hơn 30 tuổi với dáng người không cao đi vào phòng. Người này cười rất tươi, vừa vào đã chào hỏi Vương Tử Quân. Tôi ở phòng 205, lãnh đạo của các anh có ở đây không? Vương Tử Quân vừa nghe thấy đối phương lên tiếng thì biết ngay người ta hiểu lầm mình và Thái Thần Bân là lái xe và thư ký của lãnh đạo, cũng khó trách người ta nghĩ như vậy, Thái Thần Bân vốn là một thanh niên, còn chính Vương Tử Quân cũng không lớn tuổi hơn Thái Thần Bân. Tuy đây là ban huấn luyện cán bộ thanh niên, thế nhưng đám cán bộ có thể tiến lên cấp sứ thường phải hơn 30 tuổi. Chào anh, tôi là Vương Tử Quân, đến từ huyện Lô Bắc của thành phố An Dịch. Sau này nên liên hệ nhiều hơn. Vương Tử Quân vừa nói vừa đưa tay ra với người đàn ông đối diện. Người đàn ông này chợt sững sờ, sau đó hắn tranh thủ thời gian bắt tay Vương Tử Quân, lại dùng giọng vui sướng nói. Nghe nói trong ban huấn luyện của chúng ta có một người bạn trẻ tuổi, cũng vì có sự góp mặt của cậu ấy mà độ tuổi trung bình của ban chúng ta hạ xuống một tuổi, xem ra người đó chính là cậu đây. Rất hân hạnh được làm quen, tôi là Hào Nhiếp Quân, là người của khối chính quyền thành phố Đỗ Dương. Theo như những gì Vương Tử Quân biết thì tham gia ban huấn luyện lần này đều là những vị cán bộ vĩ đại của các thành phố trong tỉnh, một thành phố cũng chỉ có được một chỉ tiêu mà thôi, thế cho nên các cán bộ vĩ đại kia phải trổ hết tài năng và cạnh tranh với nhau sứt đầu vỡ trán mới lấy được chỉ tiêu. Ban huấn luyện ở trường đảng chia làm vài loại, tất nhiên ban huấn luyện cán bộ cấp tỉnh rõ ràng là hấp dẫn ánh mắt của người khác nhất. Với cấp bậc của đám người Vương Tử Quân, bình thường cũng phải tham gia lớp huấn luyện của trường đảng thị ủy. Còn lớp huấn luyện cán bộ cấp tỉnh của trường đảng tỉnh ủy thì phải tranh giành nhau vỡ đầu. Hào Nhiếp Quân có thể giành được chỉ tiêu của thành phố Đỗ Dương, có thể trổ hết tài năng để được lựa chọn, chắc chắn cũng không phải là nhân vật tầm thường. Vì mới quen biết nên hai người cũng không nói nhiều, sau khi buôn chuyện vài câu thì Hào Nhiếp Quân đã lên tiếng. Cậu Tử Quân, tối hôm nay mọi người sẽ tụ tập lại dùng cơm, cậu có rảnh không? Tôi đảm bảo sẽ đến ngay khi được kêu gọi, khi nào thì xuất phát. Vương Tử Quân cũng không chần chừ mà vừa cười vừa nói. Tốt lắm, 6 giờ tối, chúng ta cùng đi, lần này chúng ta được đi ăn của nhà giàu, không ăn nhiều không được. Hào Nhiếp Quân nói đến hai chữ nhà giàu thì khóe miệng vểnh lên, rõ ràng hắn có chút khinh thường với hai chữ nhà giàu kia. Vương Tử Quân tuy nhìn thấy như vậy nhưng lại không hỏi nhiều, sau khi tiễn Hào Nhiếp Quân rời khỏi phòng, hắn quay sang nói với Thái Thần Bân. Thần Bân, cậu được nghỉ vài ngày. Vài năm qua cậu đã bận rộn nhiều rồi, bây giờ thừa dịp tôi không có chuyện gì mà về nhà nghỉ ngơi, bỏ ra chút thời gian quan tâm đến bạn gái đi thôi. Thái Thần Bân nghe Vương Tử Quân nói cho mình nghỉ, tuy hắn rất vui nhưng ngoài miệng vẫn từ chối. Chủ tịch Vương, tôi cùng ngài đến đây học tập, sao có thể bỏ đi được? Tôi luôn ở bên cạnh anh, bất cứ lúc nào anh cũng có thể kêu gọi tôi, nếu tôi đi thì anh cũng không thuận tiện. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng kiên quyết của Thái Thần Bân thì có chút trầm ngâm, sau đó lên tiếng. Tôi cho cậu nghỉ cũng không phải nghỉ không công, cũng có nhiệm vụ giao cho cậu. Tuy tôi tạm thời rời xa cương vị để học tập thế nhưng cũng cần có người nhìn chằm chằm vào những gì xảy ra trong huyện. Cậu không cần đến khối chính quyền để công tác, chỉ cần báo cáo cho tôi những thay đổi trong huyện là được. Dù có chút nghi ngờ với lời nói của Vương Tử Quân thế nhưng Thái Thần Bân vẫn tiếp nhận sắp xếp này. Hắn đành phải lưu luyến lái xe rời khỏi trường đảng tỉnh ủy. Sau khi Thái Thần Bân rời đi thì Vương Tử Quân bắt đầu phân loại sách của mình, hắn ngồi bên bàn học để nhìn các loại sách, nhưng khi hắn chuẩn bị đọc sách thì lại có vài người bạn học đến gặp mặt, bọn họ hàn huyên với nhau vài câu xem như làm quen. 6 giờ tối Hào Nhiếp Quân đi đến phòng ký túc xá của Vương Tử Quân, mời Vương Tử Quân cùng đi. Vương Tử Quân cũng không khách khí với Hào Nhiếp Quân, hai người bàn luận vài câu rồi cùng nhau đi xuống dưới lầu ký túc xá. Trong lúc nói chuyện thì Vương Tử Quân biết Hào Nhiếp Quân chính là phó chủ nhiệm ủy ban cải cách của thành phố Đỗ Dương, lần này đến tham gia học tập để chuẩn bị được đề bạt lên cấp chính sứ. Khách sạn Kim Huy Hoàng cũng không cách trường đảng tỉnh ủy quá xa,
Sau khi lái xe của Hào Nhiếp Quân dừng xe lại, Hào Nhiếp Quân và Vương Tử Quân sóng vai đi về phía khách sạn Kim Huy Hoàng. Lúc này là mùa đông nhưng hai nhân viên lễ tân của khách sạn Kim Huy Hoàng vẫn mặc sườn xám để lộ ra cặp chân thon, khi hai người đi vào khách sạn thì nhận được cái cúi đầu cung kính của hai cô nàng. Dù là cán bộ thành phố Đỗ Dương nhưng nhìn bộ dạng của Hào Nhiếp Quân giống như không xa lạ gì với khách sạn Kim Huy Hoàng, hắn cũng không quan tâm đến hai cô nhân viên lễ tân xinh đẹp, chỉ đưa theo Vương Tử Quân đi đến lầu 4. Ông chủ khách sạn Kim Huy Hoàng này không phải là người bình thường, anh ta đi ra vùng Duyên Hải vài năm thì trở thành một ông chủ lớn. Năm xưa khi anh ta mở khách sạn Kim Huy Hoàng còn mời tôi nhập cổ phần, thế nhưng tôi từ chối. Hào Nhiếp Quân vừa đi lên lầu vừa cười nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân vừa nghe những lời nói không phải là thứ gì quá bí mật của Hào Nhiếp Quân vừa khẽ gật đầu, hắn tất nhiên biết rõ Hào Nhiếp Quân sở dĩ nói như vậy tuyệt đối không phải vì mình là một người ngốc chỉ biết nói thật, mà là lời nói này cũng không có tính thực chất. Đối phương chịu nói ra chuyện nhỏ này với Vương Tử Quân, thứ nhất là dùng một chuyện nhỏ để chứng minh thân phận của mình, lại có lợi cho phương diện tăng tiến tình cảm, sẽ không tạo ra bất kỳ lực ảnh hưởng nào không tốt với bản thân mình. Người này thật sự rất giỏi xã giao. Vương Tử Quân thầm cảm khái một câu như vậy với Hào Nhiếp Quân. Lúc này Hào Nhiếp Quân đã dừng lại trước một gian phòng lớn, hai nhân viên mặc sườn xám đứng trước cửa thấy có hai người đi đến thì cúi người thật sâu nói vài câu hoan nghênh khách quý giá lâm, sau đó hai cô nàng khẽ đẩy cửa ra. Lúc này bên trong phòng đã có 6-7 người, bọn họ đang cực kỳ khí thế, trong số họ có một cô gái, nhưng dù nàng là người phụ nữ duy nhất trong phòng thì cũng không có nghĩa rằng sẽ là trung tâm ở nơi đây. Được mọi người vây vào giữa chính là một người đàn ông dáng người cao ráo, thứ không tương xứng với người này chính là bàn tay trắng nõn, bàn tay đó đang ve vuốt ly rượu, rất có phong thái ưu nhã. Trưởng phòng Trương, anh thật sự là cán bộ trẻ tuổi, phải nói là trẻ nhất trong ban huấn luyện lần này, thật sự chúc mừng anh. Một giọng nói dịu dàng mềm mại từ trong miệng của nữ cán bộ truyền ra, làm cho người ta sinh ra cảm giác nhơn nhớt và ngọt ngọt. Nếu như chỉ nghe lời nói thì người ta sẽ nhất định nghĩ đó là một nhân vật cấp bậc mỹ nữ, nhưng khi nhìn sang theo âm thanh thì sẽ làm cho người ta cảm thấy cực kỳ mất mát. Người phụ nữ kia tuy không tính là khó coi thế nhưng gương mặt bánh bột ngô và làn da ngăm đen dù nhìn vào từ phương diện nào cũng làm cho người ta thất vọng. Chị Tùng Mai quá khen rồi, những lời này của chị tôi cũng không dám nhận. Người đàn ông kia rất hưởng thụ với câu nói của người phụ nữ duy nhất trong phòng. Thế nhưng trong miệng lại cố gắng tỏ ra mình là người khiêm tốn cẩn thận. Khi người đàn ông này mở miệng thì Hào Nhiếp Quân và Vương Tử Quân đẩy cửa đi vào. Trong đây có không ít người biết Hào Nhiếp Quân, khi thấy hắn vào cửa thì nói. Anh Hào, lần này anh đến hơi chậm, thế cho nên chúng tôi cũng không chờ mà nhanh chóng bắt đầu. Hào Nhiếp Quân cười ha hả nói. Chủ yếu là đi đón một người bạn học nên đến hơi chậm. Các vị, xin phép tôi giới thiệu vị này. Đây chính là bạn học trẻ tuổi nhất trong ban huấn luyện của chúng ta, đồng chí chủ tịch huyện Lô Bắc, Vương Tử Quân. Trưởng phòng Trương đang thản nhiên tự đắc nâng ly lên uống rượu, hắn nghe thấy Hào Nhiếp Quân nói như vậy thì vẻ mặt chợt biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân giống như không mấy tốt đẹp. Vẻ mặt những người khác cũng khẽ biến đổi, ánh mắt khác lạ, nhưng trong ánh mắt đám người lại lộ ra vẻ nghiền ngẫm. Vương Tử Quân nhìn từng ánh mắt nhìn về phía mình, vẻ mặt nữ cán bộ được gọi là chị Tùng Mai chợt biến đổi. Trong lòng hắn khẽ động, nhưng cũng chỉ có thể dùng giọng bình tĩnh và khách khí nói. Chào các anh các chị, tôi là Vương Tử Quân, sau này kính mong mọi người chỉ bảo nhiều hơn. Chị Tùng Mai nhìn thoáng qua trưởng phòng Trương, sau đó vừa cười vừa nói. Tiểu Vương thật sự còn quá trẻ, thật sự làm cho chúng tôi không phục không được, còn trẻ như vậy đã là phó chủ tịch huyện, thật sự cũng là hiếm gặp trong tỉnh của chúng ta. Để chị giới thiệu cho cậu. Vị này chính là trưởng phòng Trương của văn phòng đoàn thanh niên tỉnh Sơn Nam, cũng là bạn học của chúng ta, nếu như có việc gì ở thành phố Sơn Viên, có thể thỉnh giáo anh ấy. Chị Tùng Mai này không hổ danh là người có thể phát triển trong quan trường đầy đàn ông, chỉ cần nói vài ba câu đã làm cho ve mặt trưởng phòng Trương trở nên tốt đẹp. Hắn khẽ nâng ly rượu lên giơ về phía Vương Tử Quân. Cậu Tiểu Vương, anh chúc cậu một ly. Vương Tử Quân cũng không có hứng thú truy cứu chút thủ đoạn nhỏ của chị Tùng Mai. Bây giờ trường đảng cho hắn cảm giác giống hệt như trong quan trường, chẳng qua chỉ là thay đổi hoàn cảnh mà thôi. Hắn cũng không muốn giải thích gì khác, khi trưởng phòng Trương nâng ly rượu thì hắn cũng nhanh chóng nâng ly cụng một cái. Hào Nhiếp Quân nhìn thấy tình huống chị Tùng Mai chỉ nói vài câu đã hóa giải tình huống xấu hổ, hắn nâng ly rượu lên nói. Chị Tùng Mai, chị nói như vậy là sai rồi, đừng nghĩ Vương Tử Quân còn trẻ mà khinh thường,
cậu ấy không phải là phó chủ tịch huyện, cậu ấy là chủ tịch huyện nổi tiếng của huyện Lô Bắc. Người ngồi đây có kẻ chính ban cũng có cấp phó ban, nhưng tất cả đều là những cán bộ trẻ tuổi trên thị ủy được nhìn chúng, trong số này thật sự không phải không có một vị chủ tịch huyện, thế nhưng một vị chủ tịch huyện trẻ tuổi lại được giao trọng trách giống như Vương Tử Quân thì hầu như là không có. Nếu nói tuổi trẻ tài cao thì đây mới thật sự là tuổi trẻ tài cao, tục ngữ có một câu rất hay, đó chính là tuổi là bảo vật trong quan trường. Trong mắt đại đa số cán bộ thì cấp sứ trên tỉnh khác biệt rất lớn với lãnh đạo địa phương, vì cấp sứ trên tỉnh chỉ là lãnh đạo một ban mà thôi, thế nhưng lãnh đạo một phương như chủ tịch huyện lại là chư hầu nắm vài trăm ngàn đến vài triệu nhân dân. Hào Nhiếp Quân giới thiệu mình như vậy, xem ra cũng không phải có ý tốt, đây không phải đang đẩy mình lên lò nướng sao. Vương Tử Quân khẽ nhìn thoáng qua Hào Nhiếp Quân, khóe miệng chợt lộ ra nụ cười lạnh khó phát giác. Tuy hắn không thích đến đây tham gia tranh đấu, thế nhưng nếu có người ức hiếp đến đầu mình, hắn cũng không quan tâm và nhanh chóng ra chiêu. Anh Hào, anh cũng đừng quá đề cao tôi cũng chỉ là có chút may mắn mà thôi. Vương Tử Quân nói rồi nâng ly lên cùng với trưởng phòng Trương. Vẻ mặt trưởng phòng Trương vẫn cực kỳ không tốt giống như trước, nhưng hắn cũng biết lúc này mình nên bảo trì phong độ, thế là nhanh chóng giới thiệu những người bạn học khác. Vương Tử Quân mới biết chị Tùng Mai tên là Lý Tùng Mai, là phó chủ tịch thành phố Thiên Sơn, nhưng chức phó chủ tịch thành phố của nàng cũng chỉ tương đương với chức vụ phó chủ tịch thường vụ huyện mà thôi, vì thành phố Thiên Sơn chỉ là đô thị cấp huyện. Những người khác đều là cán bộ của thành phố, trong đó có hai người làm cho Vương Tử Quân chú ý, một là phó chủ nhiệm văn phòng thị ủy thành phố Tam Hồ, tên là Lỗ Điền Thành, một người khác là trưởng phòng xây dựng quận An Bình, tên là Trần Hạo Chí, người còn lại chính là trưởng phòng Trương của Đoàn Thanh niên tỉnh Sơn Nam, Trương Thư Chí. Trưởng phòng Trương, anh đã xác định mời được phụ đạo viên của chúng ta đến đây sao? Lỗ Điền Thành đi đến bên cạnh Trương Thư Chí rồi cười hì hì nói. Trưởng phòng Trương nhận được đả kích khi Vương Tử Quân đi vào trong phòng, bây giờ hắn nghe thấy Lỗ Điền Thành nói như vậy thì không khỏi cười hì hì nói. Đây cũng không phải là vấn đề, tôi không dám mạnh miệng ở những phương diện khác nhưng đối với chuyện này thì thật sự dám nói lời cam đoan. Tôi có thể để lộ ra chút tin tức nhỏ, đó là chị của tôi, sau này nếu các anh muốn xin nghỉ thì cứ đến tìm chị ấy. Trưởng phòng Trương thấy Lỗ Điền Thành gật đầu thì dùng giọng đắc ý giới thiệu. Đừng xem thường chị tôi chỉ là một phụ đạo viên ở trường đảng tỉnh ủy, nhưng nếu nói về độ nặng thì dù là phó hiệu trưởng cũng không thể nào so sánh với chị ấy, ai bảo năm xưa hiệu trưởng Lưu chính là bộ hạ cũ của ông nội của chúng tôi. Khi nghe trưởng phòng Trương nhắc đến hiệu trưởng Lưu thì đám cán bộ nãy giờ đang thi nhau nói chuyện đã ngừng lời, hiệu trưởng trường đảng trước nay đều là do phó bí thư nắm công tác tổ chức kiêm nhiệm, mà hiệu trưởng Lưu là ai thì tất nhiên mọi người sẽ biết. Tuy cấp bậc của bọn họ đến bây giờ còn chưa đủ để phó bí thư tỉnh ủy xem trọng, thế nhưng phó bí thư tỉnh ủy chỉ cần nói ra một câu cũng đủ quyết định sinh tử của bọn họ. Một phụ đạo viên lại có quan hệ thân cận với hiệu trưởng Lưu như vậy, thật sự làm cho bất kỳ người nào cũng có ý nghĩ muốn kết giao. Vô tình những người có cùng tâm tư với Lỗ Điền Thành là rất nhiều, bọn họ tuy đều có hậu trường, thế nhưng ai cũng có một suy nghĩ rõ ràng, chính là có thêm bạn sẽ có nhiều đường để đi. Ai không trông mong đường phát triển sau này của mình sẽ rộng rãi thênh thang hơn. Trương Thư Chí rất hưởng thụ cảm giác sao sáng quanh trăng như thế này, hắn cảm nhận được ánh mắt của các bạn học nhìn về phía mình, hắn cố ý đưa tay lên nhìn đồng hồ và nói. 10 phút nữa chị của tôi sẽ đến, chị ấy là một người rất đúng giờ. Vẻ mặt Hào Nhiếp Quân liên tục biến đổi, bộ dạng của hắn cũng có chút động tâm, nhưng hành động mờ ám vừa rồi ai cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Vì thế bây giờ dù hắn có úp mặt nóng lên mông lạnh, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Vương Tử Quân lẳng lặng nhìn đám bạn học của mình, hắn thầm lắc đầu. Hắn tuy muốn kết giao với bọn họ, thế nhưng lại vứt bỏ ý nghĩ này ngay trên bàn rượu, vì đám người kia chỉ lo nịnh bợ Trương Thư Chí, nào có ai quan tâm đến mình. Tút, tút, tút. Tiếng chuông máy nhắn tin trong trẻo vang lên từ trong túi áo của Vương Tử Quân, hắn lấy máy nhắn tin ra xem. Phát hiện người nhắn cho mình là Trương Lộ Giai, chỉ thấy bên trong viết. Tiểu tử đi vào thành phố Sơn Viên mà không báo cho chị một tiếng, có phải muốn bị đánh không? Vương Tử Quân thật sự không còn tâm tình để ứng đối với đám bạn học nơi đây, hắn thấy tin nhắn như vậy thì lập tức nói lời xin lỗi. Xin lỗi các vị, tôi tạm thời có chút việc, đành phải đi trước một bước, hôm sau tôi sẽ mời các vị chung vui. Vương Tử Quân vừa nói vừa không chờ người khác có phản ứng. Hắn nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Thật sự là quý nhân hay bận rộn, nếu sớm biết người này như vậy tôi sẽ không đưa hắn đến đây. Trưởng phòng Trương, tôi mời anh một ly,
xem như hôm nay tôi mang một người như vậy đến bồi tội với anh. Hào Nhiếp Quân chờ Vương Tử Quân ra khỏi cửa, hắn đi đến trước mặt Trương Thư Chí rồi nâng ly rượu trong tay lên cười hì hì nói. Trương Thư Chí nhìn Hào Nhiếp Quân, hắn cũng nâng ly lên, hai người cùng ly. Hào Nhiếp Quân lại nói thêm hai câu, sau đó mới làm cho Trương Thư Chí trở nên vui tươi hớn hở. Tiểu tử kia đúng là một tên ngốc, trưởng phòng Trương sắp xếp cho một cơ hội tốt như vậy mà không biết cảm tạ. Nhưng này trưởng phòng Trương, ngài cũng đừng nên để ý đến những vấn đề này, chúng ta không có cậu ấy cũng chẳng có vấn đề. Hào Nhiếp Quân nói, sau đó hắn lại nâng ly lên với trưởng phòng Trương. Trương Thư Chí thật sự rất đố kỵ với một kẻ như Vương Tử Quân đến cướp đoạt hào quang của mình, lúc này nghe thấy lời nói của Hào Nhiếp Quân thì lập tức quên đi tên khốn Vương Tử Quân kia. Khi hắn nâng ly lên cùng với Hào Nhiếp Quân, điện thoại trên bàn của hắn lại vang lên. Cái gì, chị không đến được sao? Gặp một người bạn cũ à? Vâng, vậy chị cứ đi đi, hôm nào đó tôi lại mời chị. Trương Thư Chí kinh ngạc nghe điện thoại. Khi Vương Tử Quân đi ra khách sạn Kim Huy Hoàng thì đã là tối mịt, mặt trăng treo cao, bóng đêm như mộng, từ xa nhìn lại thấy Trương Lộ Giai mặc một bộ quần áo màu trắng đứng bên dưới đèn đường. Ánh đèn đường dịu dàng phủ xuống gương mặt góc cạnh rõ ràng của nàng, lúc này nàng giống như biến thành một nữ thần chói sáng, đẹp đến mức làm lòng người bàng hoàng. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng lúc thì dịu dàng, khi thì trầm tư, chốc chốc lại cười, lại đi dạo, tản bộ chờ mình, dù hắn biết Trương Lộ Giai lớn hơn mình 7-8 tuổi. Thế nhưng khi nhìn cô gái này thì hắn vẫn không khỏi cảm thấy tim đập thình thịch. Nàng là một cô gái dịu dàng xinh đẹp, giống như bất kể lúc nào cũng thu hút ánh mắt của hắn. Trong bầu không khí tĩnh lặng, hắn chợt lớn tiếng hô lên. Chị Lộ Giai, tôi đến rồi. Trương Lộ Giai đột nhiên quay đầu, mái tóc tung bay theo gió, giống như ngoái đầu lại cũng sinh ra cảm giác cực kỳ quyến rũ và thu hút. Khi nàng nhìn thấy Vương Tử Quân, gương mặt trở nên cực kỳ vui vẻ. Bàn tay phấn nộn cũng không khỏi đưa lên lỗ tai của Vương Tử Quân. Tiểu bại hoại này rất tốt, đi vào thành phố Sơn Viên học tập cũng không báo cho chị một tiếng, nếu như không phải chị đây có chút thủ đoạn, có phải cậu cũng không muốn gặp chị không? Trương Lộ Giai cũng coi như là một cô gái cao giáo trong phái nữ, nhưng nếu so với Vương Tử Quân thì vẫn thấp hơn nửa cái đầu. Lúc này nàng nhéo tai Vương Tử Quân, cơ thể cũng vô tình dán lên người hắn. Tuy Vương Tử Quân thầm nhắc mình đối phương chính là chị, thế nhưng hai khối thịt mềm mại áp lên người cũng làm cho hắn vô thức ngừng hít thở. Khoảnh khắc này Vương Tử Quân chợt cảm thấy rung động lòng người, dù là đàn ông có tâm địa sắt đá cũng sẽ bị hòa tan, huống hồ hắn chỉ là một vị chủ tịch huyện với trái tim không chỉ là bằng thịt, lại đủ màu giống như muôn hoa. Cũng may Trương Lộ Giai cũng ý thức được hành động của mình là không phù hợp, nàng khẽ lui ra khỏi người Vương Tử Quân, nếu không chỉ sợ chủ tịch Vương lần này sẽ sinh ra thất thố. Vương Tử Quân cố gắng áp chế những cảm giác bùng lên trên người, lúc này hắn cười nói. Không phải tôi không muốn gặp chị, chẳng qua là hôm nay mới đến thành phố Sơn Viên, còn chưa kịp thở ra hơi, thế cho nên muốn nghỉ ngơi để hồi phục lại. Nếu tôi đến tìm chị với bộ dạng đầy bụi đất, như vậy chị sẽ lấy chổi trà đuổi tôi đi, đến lúc đó thật sự không tìm được chỗ nào để khóc là khác. Cậu đúng là kẻ dối trá, miệng lưỡi trơn tru. Trương Lộ Giai nhìn bộ dạng cười hì hì của Vương Tử Quân. Trong lòng sinh ra cảm giác ấm áp. Nhưng phút tiếp xúc vừa rồi với hắn lại làm cho nàng sinh ra chút cảm giác khác thường, làm cho nàng cảm nhận được một hương vị rất lạ. Hai người nói đùa vài câu, Vương Tử Quân lên tiếng. Chị Lộ Giai, chỗ này cũng không phải tốt, chúng ta tìm chỗ nào đó tâm sự được không? Vậy cậu theo tôi. Trương Lộ Giai nói, sau đó đi về phía một chiếc Santana màu trắng. Nàng dùng chìa khóa mở cửa xe, một mùi hương nhàn nhạt từ trên xe bay ra. Xe của tôi không được tốt, Chủ tịch Vương cũng đừng chê đấy nhé. Trương Lộ Giai vừa nói vừa ngồi vào trong xe. Chương 321, Người trong mộng. Vương Tử Quân nhìn Trương Lộ Giai điều khiển vô lăng cực kỳ thuần thục, hắn tùy ý nói. Chỉ cần là của chị Lộ Giai thì tất cả đều tốt. Vương Tử Quân nói ra những lời này thật sự có chút vô tâm. Lúc đầu còn không thấy có gì không đúng. Vì khi còn nhỏ hắn đã từng chơi đùa điên khùng với Trương Lộ Giai, những lời này hầu như là cửa miệng của hắn. Nhưng bây giờ câu nói này vừa ra khỏi miệng, hắn chợt ý thức được nó dễ dàng sinh ra ý nghĩa khác. Trần Lộ Giao đang lái xe mà cảm thấy cơ thể có hơi run, nàng khẽ liếc mắt nhìn sang Vương Tử Quân, sau đó vội vàng thu hồi ánh mắt của mình. Một người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp chợt biểu hiện nét quyến rũ của mình trước mặt Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân châm một điếu thuốc,
lẳng lặng hít vào vài hơi, không dám nhìn vào Trương Lộ Giai. Vì đã lâu rồi hắn chưa có quan hệ xác thịt với phụ nữ, chưa được triền miên trong êm ấm. Trương Lộ Giai không phải là loại phụ nữ quá mức xinh đẹp nhưng rõ ràng là cực kỳ quyến rũ, hai mắt sinh động, mỗi cái nhăn mày mỗi một nụ cười đều cực kỳ thu hút, đều chứng minh đây là một người phụ nữ có chủ kiến và quyến rũ. Dưới sức quyến rũ của nàng, Vương Tử Quân chỉ có một ý nghĩ, đó là vung tay kéo nàng vào lòng. Thế nhưng chút thần trí trong lòng lại làm cho hắn thanh tỉnh hơn, hắn vội vàng bóp nát đầu ngọn lửa đang bùng lên trong lòng. Vương Tử Quân dựa lưng lên ghế, tốc độ xe không quá nhanh, Trương Lộ Giai giống như đang thừa hưởng cảm giác dịu dàng vào lúc này, ngay cả bầu không khí nhàn nhạt trong xe cũng có chút mập mờ. Thật sự không ngờ cậu có thể thuyết phục và làm cho Tề Chính Hồng nhượng bộ, ông nội vừa trách cậu liều lĩnh lỗ mãng, vừa khen không dứt miệng với những phong cách ra tay của cậu. Sau khi xe chậm rãi đi qua một khúc cua, Trương Lộ Giai lại chậm rãi mở miệng. Vương Tử Quân lúc này cũng đã khôi phục như thường, hắn thầm mắng mình cầm thú, sau đó hắn tiếp lời. Chỉ là may mắn mà thôi. May mắn, cậu có thể khiêm tốn, thế nhưng nói như vậy cũng không hay, nếu Thiên Tâm có thể ra được lợi hại như cậu, sợ rằng đã vểnh đuôi lên đến trời rồi. Tề Chính Hồng là người có danh cường thế ở tỉnh ủy, dù là bí thư Nhiếp muốn ép hắn lui bước cũng không phải chuyện gì dễ dàng. Trương Lộ Giai vừa nói vừa nhìn Vương Tử Quân thông qua kính chiếu hậu, trong lòng nàng thầm nghĩ dù thế nào thì nàng cũng không thể liên hệ một người đàn ông trẻ tuổi như thế với một nhân vật có thể làm cho Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh Tề Chính Hồng phải nhượng bộ. Nhưng lúc này Trương Lộ Giai cũng hiểu, người bạn từ nhỏ của mình không phải chỉ là một người cường thế, hơn nữa còn là một nhân vật cực kỳ cao tay, thủ đoạn mạnh mẽ và cực kỳ cứng rắn. Nếu không thì hắn sao có thể xuất hiện trong ban huấn luyện thanh niên lần này? Xe dừng lại trước một tiệm mì có tên là Quán Mì Đệ Nhất, Trương Lộ Giai xuống xe, nàng vừa cười vừa nói với Vương Tử Quân. Vốn hẹn với người ta đi dùng cơm, nhưng tôi biết rõ cậu đến thành phố Sơn Viên đã từ chối lời mời, bây giờ đang còn đói bụng. Trương Lộ Giai nói thẳng sự thật làm cho Vương Tử Quân cảm thấy rất ấm lòng, hắn nhịn không được mà hỏi thăm. Vừa vặn tôi cũng chưa ăn, chị Lộ Giai hay là cho tôi một cơ hội, tôi sẽ mời chị một bữa cơm ngon. Trương Lộ Giai cũng không từ chối lời mời của Vương Tử Quân, nàng đẩy cửa kính của quán mì, sau đó đi theo nhân viên phục vụ đến một gian phòng không quá lớn. Hai tô mì, một dĩa thịt dê không cần quá nhiều thịt. Trương Lộ Giai nói một câu với nhân viên phục vụ, sau đó nàng quay sang với Vương Tử Quân. Quán mì này nấu rất ngon, những lúc tôi không có việc gì thường đến đây ăn mì. Hôm nay mời cậu nếm thử, để xem mì chỗ này ngon hay mì ở thành phố Giang Thị ngon hơn. Vương Tử Quân cười cười không nói gì, hắn và Trương Lộ Giai dù là bạn bè nối khố, thế nhưng lúc này hai bên gặp lại, hắn cũng không biết nên nói gì cho phải. Ông nội của tôi nói cậu có được cơ hội này là rất tốt, cậu nên an tâm học tập, chuyện của huyện Lô Bắc cũng đừng quan tâm, dù sao thì người ta cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Trương Lộ Giai cũng chú ý đến vẻ mặt của Vương Tử Quân, trước khi nói cũng xem xét biểu hiện của hắn. Vương Tử Quân cũng không muốn nói nhiều về chuyện ở huyện Lô Bắc. Hắn uống một ngụm trà rồi nói tránh đi. Chị Lộ Giai, trước đó tôi đến chỗ ông Trương cũng không kịp nói chuyện với chị, bây giờ chị đang công tác ở đâu? Công tác ở đâu? Hi hi, bây giờ tôi không nói cho cậu, nhưng ngày mai cậu sẽ biết. Trương Lộ Giai chợt nhướng mày, trên mặt là nụ cười xảo quyệt, nàng cố ý dùng giọng thừa nước đục thả câu nói. Vương Tử Quân nhìn hai chiếc răng khỉnh nghịch ngợm của Trương Lộ Giai. Hắn chậm rãi liên lạc hình ảnh của người phụ nữ này và cô gái năm xưa thường hay dắt tay mình, nhưng cô gái năm xưa hình như cũng không được trói lọi như lúc này. Trong ký ức của Vương Tử Quân thì kiếp trước mình và cô gái này cũng chỉ có kết giao nối khố, nhưng bây giờ mình đi đến tỉnh Sơn Nam, tất cả chợt biến đổi. Hắn thầm suy tư, sau đó càng thả lỏng, hai người cùng nhau bàn luận về những chủ đề năm xưa, thế là cảm giác lạnh nhạt sau nhiều năm không gặp đã chậm rãi biến mất. Mì được đưa lên. Quả nhiên giống như những gì Trương Lộ Giai đã nói, hương vị rất ngon, Vương Tử Quân dù đã ăn một ít cơm thế nhưng vẫn có thể ăn hết một tô mì. Thời gian vô tình trôi qua, hai người tuy cảm thấy không còn hứng thú nói chuyện, thế nhưng một nam một nữ dù thế nào cũng có chút hước thúc. Sau khi ăn mì xong, Vương Tử Quân miễn lời mời của Trương Lộ Giai, hắn một mình chậm rãi cất bước đi về phía trường đảng. Dọc theo con đường này Vương Tử Quân nghĩ về những đoạn đối thoại giữa mình và Trương Lộ Giai. Hắn phát hiện hai người bàn rất ít về cuộc sống, chủ yếu là nói về những trò chơi thời còn nhỏ, cùng những người bạn thời đó bây giờ thế nào. Điều quan trọng nhất là bây giờ Trương Lộ Giai đang làm gì, hắn còn chưa kịp hỏi nàng cho rõ ràng.
Sau khi quay lại ký túc xá, bầu không khí nơi đây khá yên ắng, đa số phòng ngủ đều đóng cửa tắt đèn, rõ ràng học viên ở những gian phòng này còn chưa về. Vương Tử Quân cũng hiểu được cảnh tượng này, người nơi đây đều là kẻ có quyền, dù đến trường đảng học tập thì cũng không có quá nhiều thời gian đặt trên phương diện sách vở. Vương Tử Quân mở cửa phòng ký túc xá 201, điều làm hắn vui sướng chính là người bạn cùng phòng còn chưa đến, thế là một mình hắn chiếm dụng một phòng. Hắn tất nhiên cảm thấy rất thoải mái, sau khi tắm nước nóng một cách sảng khoái thì hắn lên giường nằm nghỉ. Những chuyện xảy ra trong vài ngày qua liên tục lóe lên trong đầu Vương Tử Quân, đặc biệt là một câu nói an tâm học tập của Trương Lộ Giai với hắn, sau đó là câu nói không cần quan tâm đến những chuyện xảy ra ở huyện Lô Bắc, điều này càng làm hắn cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, Vương Tử Quân chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mộng của hắn có một cô gái cực kỳ xinh đẹp, nàng giống như một bóng ma cực kỳ đẹp đẽ xâm nhập vào trong giấc mơ của hắn, trong giấc mộng như tỉnh như không này, hắn cuối cùng cũng thấy được gương mặt của nàng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 29.